Rất là yêu Phan Huyền. Và hôm nay cũng là cái buổi sáng mà Phương được ngồi đây như là tất cả anh em trong thành viên của đội nhóm mình. Cái đấy là cái niềm hạnh phúc với Phương. Thế và trong tất cả các buổi Zoom thì Phương cũng vào đều. Và vào với đội Zoom của mình Phương đã vào nhiều. Nhưng với để cho sáng hôm nay thì tối hôm qua tự nhiên cũng trăn trở. Đấy mà cũng thấy rằng là đêm năm canh lúc đấy Phương cảm giác là Phương chỉ ngủ được có ba canh thôi. Thế còn lại thì là đêm năm canh thì ngủ có ba canh thôi. Thế còn lại hai canh vẫn trăn trở, vẫn nghĩ rằng là hôm nay mình nói với anh em trong đội nhóm của thủ lĩnh Phan Nguyệt mình là những gì đây. Đấy thì cái này là Phương cũng thấy rằng là đấy trăn trở như thế mà. Thế và cái niềm hạnh phúc đến với Phương đó là ngồi lên trên Zoom hờ giờ đã có 100 anh em ở cùng với chúng ta rồi. Thì Phương cũng rất là hạnh phúc. Và qua MC yêu thương Kim Hương cũng đã nói lên với tất cả chúng ta một đôi lời về Phương, xong thì cũng lại chi tiết một chút, cũng vẫn từ mình ra để một lần nữa có thể một số anh em đã biết, tại vì Phương đã cùng với anh em sinh hoạt trên Zoom của Phương cứ gọi là Zoom Sài Gòn thời gian cũng dài rồi, nhưng xong thì cũng có một số người chưa biết, cũng cho Phương đôi lời để mình chia sẻ để biết thêm sâu sâu về Phương thêm một tí nữa để chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn và chúng ta sẽ bên nhau đồng hành trên con đường của Siguri. Thế thì anh em cũng biết rằng là Phương năm nay thì tuổi đời ngoài 60. Nếu như nói ở trong Zoom thì Phương với bác sĩ Thịnh là hôm lúc đi chạy lãnh đạo là hai lúc đầu thì hai chị em, xong hỏi tâm sự ra là hai đứa cùng tuổi với nhau, cho nên là Phương với Thịnh gọi là mình là hai bạn. Vậy thì tuổi đời của Phương với Thịnh là hai bạn đã cùng nhau. Và Phương cũng vào trường đại học năm 1978, Phương ra trường năm 1984. Và từ đó thì Phương là một bác sĩ, là một giảng viên công tác tại trường đại học Y Dược Thái Nguyên. Đấy, cái trường đấy thì nó là thuộc ở phía Bắc. Nó gọi là trước thì nó gọi là khu tự trị Việt Bắc đấy. Thế và Phương hay nói Thái Nguyên đó là thủ đô gió ngàn, tức là nó cách thủ đô Hà Nội của bạn Kim Hương chỉ khoảng độ 84 cây là Phương đi là tới chỗ Hương luôn. Vậy thì Phương cũng rất là hạnh phúc khi mà mình lại là một bác sĩ, mình lại là một giáo viên công tác trong ngành. Và Phương đã được nghỉ hưu được 8 năm nay rồi. Và khi nghỉ hưu rồi thì Phương vẫn công tác tại trường, tức là vẫn hợp đồng lại trường. Và Phương là một bác sĩ chuyên ngành nội khoa, phối hợp với Phương lại làm hai bên. Đó là sau năm 1998 thì là Phương lại được chuyển sang bộ môn phục hồi chức năng. Không biết là Phương làm bác sĩ vừa làm phục hồi chức năng tôi vừa không là biết là chỗ nào ở trong tim. phòng. Cái vào năm Mình là anh một ngàn à, thôi thôi sau năm biết hai cái này nào ngàn rồi mười thôi. bốn thì Phương đi kiểm tra sức khỏe thì anh em cũng thấy rằng là Phương làm công tác suốt ba mươi mấy năm trong nghề thì không hề thấy ốm đau gì cả, Phương khỏe lắm, Phương không có ốm. Thế nhưng lúc đi kiểm tra sức khỏe thì thấy cái nạc nó rất là to, lúc đấy thì cũng chỉ xác định rằng là một cái nang lành tính thôi. Nhưng mà khi mổ thì cái gen 2014 mổ bình thường lắm, mổ ra chỉ lấy cái nang, sau đó thì kiểm tra lại và bóc nang đi thôi. Thì bà yên tâm, mình nghĩ là mình không có vấn đề gì và cũng là chủ quan, thực lòng là trong ngành y là cái ngành mà đấy hôm nay cũng lại một cái lần nữa là chúng ta thấy ngành là bác sĩ là chủ quan. Thế bà cũng kiểm tra thì thấy nó lúc đấy tế bào nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau đó thì anh em biết tại sao 2015 Phương đi kiểm tra lại, khám lại, tại vì họ nói là 3 tháng thì kiểm tra một lần thì lúc đấy đã thấy u nó phát triển lại lên rồi. Đến 3 tháng sau nó lại kiểm tra lại u to. Thế và khoảng độ 8 tháng sau Phương lại bắt đầu mổ lại một lần nữa rồi. Như vậy 14 Phương mổ, 15 Phương mổ. Thế và đi đến lúc 15 thì mọi người nói là cắt tử cung, cắt buồng trứng, cắt vòi trứng, cắt toàn bộ khối luôn. Thì để coi như là mình cũng không nên để làm gì vì bây giờ nó đã có dấu hiệu như này rồi thì nên cắt. Thế mà Phương cắt xong thôi thì cũng làm cái đại phẫu mà cắt toàn bộ như thế. Thế và đến năm 2016 Phương đi kiểm tra thì anh em lại thấy to, lại thấy to. Lúc này hoảng rồi anh em ạ, sợ lắm, mồ hôi đã bắt đầu. Khi nói thế là mỗi lần kiểm tra xong là vãi cả hôm mồ hôi trán, dán mồ hôi lưng. Mình là bác sĩ đấy, lúc nào mình cũng dặn bệnh nhân là cứ yên tâm ấy nhé. Nhưng với mình thì lúc đấy đã hoảng rồi. Thế và lúc đấy thì 2016 là Phương không mổ trên Thái Nguyên nữa mà Phương đi K3 Tân Triều. Lúc đấy về K3 Tân Triều thì các bác sĩ nói là chị ơi diễn biến của chị rất là xấu, cái này của chị là ung thư buồng trứng rồi. Thế thì Phương bắt đầu cùng đồng hành với bệnh viện là bắt đầu mổ. Thế và sau đó thì nó dùng hóa chất, nhưng mà dùng hóa chất của Phương thì nó cũng rất là nặng nề, tức là Phương là cái cũng có thể mình tuổi cao hay sao, 5 năm tuổi lúc cái dùng thì coi như là suy sụp vô cùng. Lông mi anh em thấy là lông mi lông mày của Phương con lại có bao nhiêu tóc là nó rụng hết, không còn, mặt nó trắng bớt đi, lông mi cũng rụng, lông mày cũng rụng. Xin lỗi tất cả anh em trên Zoom là cứ cái chỗ nào có gọi tên là lông là nó rụng đấy, tên là lông là nó rụng.
thế thì nguy hiểm mà ông sợ lắm. Thế và chúng thấy là không không Phương bắt đầu nói với các bác sĩ là chắc là diễn biến của Phương với tình trạng của gan của Phương thì nó cũng kém, thì thôi thì cho Phương không dùng cái này nữa, thì Phương dùng hóa chất viên. Thì mọi người nói là hóa chất viên là phải tự túc tiền nhé, chứ hóa chất viên là bệnh viện không có chi trả. Và Phương nghĩ là nếu như còn sống thì mình sẽ có, nếu mà mình truyền cái hóa chất đấy mình sẽ chết trước, tức là mình chết hoặc vì hóa chất trước là do chết vì cái bệnh ung thư của mình. Thế mà Phương quay về thì coi như tiền thì mất, nhưng mà Phương dùng hóa chất viên. Nhưng sau đó thì anh em thấy rằng là sức khỏe hồi lên nhưng u vẫn phát triển, u vẫn phát triển anh em ạ. Thế và 16 Phương mổ K3 Tân Triều, 17 Phương lại phải mổ, 18 Phương lại phải mổ, 19 Phương lại phải mổ. Thế và anh em thấy là 19 là như thủ lĩnh Kim Hương của Phương nói là cái năm đấy Phương đi công tác ở Cao Bằng ấy, là nạn xấu như thế nhưng mà cứ khỏe cái là Phương lại đi công tác. Phương đăng ký là cho tôi đi dạy ở tỉnh Cao Bằng, rồi cô Phương sinh ra là một người con của Cao Bằng mà. Thế Phương cứ đều gọi là về dạy cho các em sinh viên của trường Phương nhưng mà lại đã công tác Cao Bằng, tức là gọi đào tạo lại đấy. Thế Phương cứ xin đi. Thế mà lần đấy Phương đi thì nặng nề lắm, u nó phát triển to và nó đè vào toàn bộ ruột, nó sung huyết toàn bộ. Phương cấp cứu luôn về K3 Tân Triều, anh em biết rằng là phải phẫu thuật luôn và phải cắt ruột luôn và phải đặt hậu môn nhân tạo luôn. Thế vào 1 năm thì anh em thấy cái năm đó là 1 năm Phương phải mổ 2 lần, vì Phương phải là lấy đặt hậu môn nhân tạo xong lại đóng hậu môn nhân tạo. Thế thì anh em thấy rằng là một cái tình hình rất là xấu. Thế mà khi đó thì anh em biết tại sao các loại thực phẩm chức năng Phương cũng dùng hết, tức là tế bào gốc là Phương vẫn dùng, gọi tế bào gốc của Mỹ Phương dùng, nó rơi vào 300, không biết là 300 ba, cái đấy là Phương lâu lâu rồi thì Phương không nhớ, nhưng các cái hộp của nó cứ từng gói một thì mình cứ uống. Mọi người nói là một ngày có tới 10 15 gói. Sau cái tế bào gốc xong thì mọi người nói là phải dùng enzyme. Phương dùng enzyme thì anh em biết lại rằng là Phương dùng đến 20 thùng enzyme. Mà cái enzyme đấy thì anh em biết rằng là một thùng nó có 12 gói, mỗi một gói nó mỗi một hộp thôi có 30 gói. Và Phương cứ uống một ngày như thế là có một cái hộp như thế, thì anh em biết là 1 tháng Phương phải tiêu hết là gần 30 triệu tiền cái enzyme đấy. Tôi uống không biết, nó coi như uống như cơm luôn, uống suốt như thế. Thế nhưng mà cũng không cải thiện được, lại tiếp tục Phương vẫn phải gì, vẫn mất thầy mổ. Và anh em biết tại sao không, mổ mãi rồi Phương thấy sợ lắm rồi, và đến lúc này là tiểu tụy lắm rồi, thì Phương lại biết đến một cái duyên đến với Siberia qua một người cháu. Và anh em cũng biết rằng là có một lần Phương đã kể trên Zoom cho anh em, đó là thủ lĩnh Hải Yến, đấy là một người cháu đơn chồng, bảo cháu ơi, thì cháu đấy cũng là một cái bệnh nhân ung thư, chồng cháu cũng là ung thư. Thế bảo Phương nghĩ rằng là cháu dùng mà cháu cải thiện sức khỏe của cháu nhân lên, thế thì Phương nghĩ rằng là không có phải do dự gì cả, Phương đã gọi điện cho cháu. Và nhưng trong khi đó thì Phương cũng biết một số các bác sĩ của Phương cũng vào đây, nhưng mà mình không có tin, mình cũng gọi là không phải không tin mà mình cũng quay lưng thôi, mình cũng không nghe. Thế để hôm nay anh em thấy rằng là cái duyên nó vô cùng là lớn luôn. Phương chỉ còn e cháu cũng phải có thuyết phục gì cả, mà mình chỉ gọi rằng là con ơi, thế con dùng cái gì thì thím cũng dùng cùng. Thế và Phương cũng bắt đầu từ đấy, tức là Phương dùng ngày mùng 1 tháng 12 của năm 2021, và cho đến bây giờ thì Phương được bắt đầu đang vào tháng thứ 8 của CBD. Để anh em thấy từ đó đến giờ là Phương uống liên tục, không một ngày nào là Phương bỏ CBD, uống sáng, uống trưa, uống chiều, ngày Phương uống 3 lần của CBD và nhớ CBD như là ta không bao giờ một lúc nào để cứ thì uống sáng tinh xương trên giường lăn xuống đất cái là Phương đã uống. Để hôm nay anh em thấy rằng là Phương đã là một con người của Siberia rồi, đúng không nhỉ? Hôm nay Phương lại được nói với anh em về giá trị của Siberia, thì con người Phương đang mang hiển hiện một cái hình hài, một cái gì đó của giá trị của Siberia. Nó đã đem cho Phương một cuộc sống mới, nó đem cho Phương một tình cảm mới, nó đem cho Phương một cái sự yêu thương mới. Tôi bảo hôm nay Phương lại được chia sẻ với anh em rằng cái giá trị của Siberia, Siberia có giá trị gì trong cuộc sống hôm nay mà một con người như Phương, một bác sĩ Tây y bước trong cuộc đời hôm nay đó là trên 40 năm trong nghề rồi, mà chúng ta thấy mới thấy cái chất, đúng không? Mới thấy cái vi diệu của Siberia, và con người Phương là cái chất đó. Thì cái bài này Phương cũng tâm sự với Kim Hương là thời gian đối với mình cũng rất là ngắn, không có thời gian dài, mà vào slide thì nó cũng rất là nhiều, Phương cũng có soạn, nhưng mà Phương xin rằng là Phương sẽ ngắm trên tưởng tượng nhìn trên giấy để cho đỡ phải vào slide, cho nó đỡ mất thời gian. Nhưng mà thêm một vấn đề nữa là trên cái góc độ và giá trị của CV thì tất cả anh em sẽ cùng đồng lòng với Phương trong sáng hôm nay, để mỗi chúng ta có những cái khía cạnh, mỗi chúng ta có một tình cảm, mỗi chúng ta có một câu chuyện nói về CV.
Và nếu như nói đến giá trị của Ghibli thì mênh mông lắm, có thể dắt cho mình nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều thời gian để nói về Ghibli. Nhưng trong buổi sáng hôm nay ngắn ngủi thôi, tôi cũng gắn kết với anh em cùng với Phương để rồi là chúng ta cùng, tất cả chúng ta cùng hiểu được. Và khi mà các anh em đi thực chiến, chúng ta thấy những cái câu chuyện đó chính là cái những cái thực chiến, những câu chuyện đó là những cái bài học cho anh em khi chúng ta trên con đường chúng ta đi làm trở nên vững vàng hơn. Tại vì những câu chuyện của mình vào với Sivri là nó thật lắm, nó thật như là trong lòng của chúng ta vậy, chúng ta chỉ mở ra thôi, đúng không? Lòng của ta mà mở ra thôi là chúng ta đã thấy những cái hình ảnh của Sivri lên đấy rồi, đúng không? Vậy thì Phương rất là một lần nữa xin cảm ơn MC Kim Cương rất là nhiều, và Phương cũng rất là cảm ơn hội đồng thủ lĩnh của Sài Gòn, cũng cứ ghi là hội đồng thủ lĩnh Sài Gòn đã cho Phương được chia sẻ như vậy. Và tôi ở Phương sẽ cùng với tất cả anh em và mong nhé tất cả chúng ta sẽ đồng lòng hợp sức với Phương để trong buổi sáng hôm nay sẽ trở nên một buổi sáng tràn đầy tình yêu thương, nhặt được rất nhiều những cái tình cảm của mình, gọi tình cảm là kim cương đấy, kim cương đấy, để khi chúng ta đi thực chiến chúng ta sẽ có nhiều những cái tự tin để chúng ta tiếp cận với tất cả những cái khách hàng thân thương của mình. Anh em đồng lòng với Phương thì cho Phương một like ạ. Rồi, nhất trí, xin rất là yêu thương tất cả mọi người. Thế và bây giờ thì chúng ta bắt đầu cùng với Phương chia sẻ một chút về cái Sibri. Thì chúng ta thấy rằng là với Phương, khi chúng ta nói đến thực phẩm chức năng, khi chúng ta nói đến thực phẩm chức năng thì trước khi đi vào các cái câu chuyện của anh em thì Phương cũng muốn chia sẻ với anh em một chút nữa về cái thực phẩm chức năng. Thì chúng ta thấy rằng là thực phẩm chức năng thì anh em thường là tất cả chúng ta cũng nghe, và từ xa xưa với tuổi đời của Phương như bác sĩ Thanh Thịnh ấy, thì chúng ta thấy rằng là từ lâu lắm rồi chúng ta đã tiếp cận được thực phẩm chức năng, nhưng đôi khi chúng ta lãng quên đi, chúng ta lãng quên đi, và chúng ta cũng gọi là thực lòng là lãng quên, hay nói khác là không để ý đến, không để ý đến. Thế và cứ nghĩ là như Phương ấy là Tây y, là ta nhìn nhận là chỉ là các cái chuyên sâu thôi, là mình là một bác sĩ là học sâu về gọi là economy, tức là sâu sắc về y học, chứ chúng ta không quan tâm đến thực phẩm chức năng đấy. Phương đấy nha, Phương là hiển hiện của một người như thế. Và thứ hai nữa là không hiểu nữa một cái vấn đề, tức là không đi sâu nghiên cứu về dinh dưỡng trị liệu. Thì hôm nay trong series cho chúng ta một cái hình hài chính là cái dinh dưỡng tinh chất. Thế thì vì chúng ta thấy là cái dinh dưỡng tinh chất, nghe từ tinh chất nó đã thấy rằng là hiển hiện có cái gì đấy nó tinh túy lắm rồi. Vậy thì chúng ta nhớ với Phương một điều rằng là thực phẩm chức năng nó là tinh chất nhé. Thực phẩm chức năng nó là tinh chất của dinh dưỡng, và nó khác hoàn toàn với cái thực phẩm truyền thống. Chúng ta phải xác định luôn và nói luôn là thực phẩm chức năng là tinh túy luôn đấy, mà nó tinh túy mà cái tinh chất này nó là dinh dưỡng nhé, mà nó đã là khác luôn truyền thống. Dinh dưỡng nó chỉ là thô chất thôi, nó là thô chất thôi, nhưng mà của mình dinh dưỡng của Siri nó lại là tinh chất, mà chúng ta thấy rằng là gì, nó vô cùng là vi diệu luôn. Thế và anh em sẽ biết rằng là gì, nó là đã là tinh chất mà, nó là thực phẩm mà, thì chúng ta có quyền nhé, anh em xác định cho Phương là có quyền có thể sử dụng nhiều loại cùng một lúc. Nó là tinh chất, nó là dinh dưỡng, mình dùng thoải mái cùng một lúc đấy, ta dùng nhiều loại cùng một lúc, và ta lại dùng lâu dài cùng một lúc, ta có thể dùng trong suốt cuộc đời. Và như Phương, một con người mà chúng ta đã nhìn nhận nó thì Phương cho rằng là Phương xác định nó với Phương gắn kết suốt cuộc đời. Và sau này nếu như có ai đi trên một cái chặng đường anh em đi, anh em thực chiến với khách, mấy khách bảo bác ơi thế bây giờ uống cái này được mấy tháng rồi bác, uống cái này tháng đã khỏi chưa, và nhiều câu hỏi họ trả lời với mình là một tháng đã khỏi chưa. Ví dụ có những người lo tốn tiền 2 tháng đã chưa khỏi chưa, ví dụ có người 3 tháng đã khỏi chưa, và có những người đặt câu hỏi cho Phương luôn là thế tôi hỏi chị dùng cái này thì mấy tháng thì mẹ tôi khỏi đấy. Anh em thấy rằng là có những câu trả lời như vậy, nhưng xong ta phải bình tĩnh, và lại anh em lại nói với Phương một điều rằng là đây là tinh chất dinh dưỡng, đây là thực phẩm chức năng, đây là thức ăn mà chúng ta uống hàng ngày, ta có thể uống nhiều loại trong một lúc cho sức khỏe ta tốt hơn, và ta thiếu càng nhiều loại, ta uống càng nhiều loại thì cơ thể chúng ta phục hồi càng dễ, càng nhanh hơn. Vậy thì đấy, chúng ta phải xác định với Phương thêm một cái vấn đề nữa, đó là khi chúng ta nói đến dinh dưỡng thì rồi chúng ta lại nói đến Sibri. Hôm nay mình đã thấy là chung chung rồi, anh em bắt đầu lại đi vào sâu của mình nữa. Vậy thì đối với của Sibri, tại sao nó lại vi diệu vậy?
Anh em biết không, Phương dùng bao nhiêu thứ rồi đấy chứ. Phương dùng rất nhiều loại. Nhưng khi Phương dùng đến Sibri thì anh em thấy trong cái con người Phương nó hiển hiện, nó khác lên từng ngày. Phương cảm giác nó nhẹ từng ngày đi, Phương cảm giác nó hồi lại từng ngày đi, Phương thấy khỏe mạnh từng giờ luôn. Và như Kim Hương cũng nói là Phương là một cái người ngoài 60 tuổi dùng. Thế nhưng mà đấy, có cả Thanh Thịnh đi là Phương không có ngại gì cả. Nếu vào đến các cái hoạt động của trong trại lãnh đạo là Phương cứ xung phong cho cô vào, nhưng mọi người bảo cô đi ra đi, tuổi của cô không vào được, cô không lấy được, bảo không, Phương hứa mà Phương làm được, mà cho cứ cho Phương làm đấy. Thí dụ như vậy, tức là mình đã có cái sức mạnh rồi. Và cái sức mạnh đấy anh em biết Phương lấy từ đâu ra không? Đấy là từ Siberia đấy. Đấy, từ Siberia. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng nó vi diệu ở cái chỗ nào. Ta thấy một cái loại thảo dược nó khai thác ở một cái vùng đất tinh sạch nhất hành tinh. Chúng ta phải dùng từ thế. Và nếu như ai có nói là Phương thấy là nó nhất luôn, phải nhất cái hành tinh này luôn. Thế mà nó khai thác nhất hành tinh này rồi, nó từ một cái xứ sở của Siberia, thì anh em thấy nó cộng thêm một cái công nghệ hiện đại. Và có anh em ơi, sung sướng vô cùng, nó hiện đại luôn. Và nó đã hiện đại rồi thì khi mà nó công nghệ đấy nó lại đào thải, nó lại bỏ hết, hay mình gọi dùng từ đấy là mình nói dân dã cho dân mình hiểu, nó bỏ hết đi, hay nói những công nghệ đó là nó thải trừ được tất cả các độc tố, nó chỉ để lại các cái tinh chất tinh túy thôi. Đấy, cho nên mình dùng thí dụ như cái viên canxi chẳng hạn, anh em hòa ra trong veo luôn, mà các anh em uống cái vị của nó bắt đầu thấy thơm hơn. Anh em cho cái viên Novomin hay bây giờ gọi Formula 4 ra, cái vị chua xong anh em cho một chút đá vào, uống vào mùa hè cho vài viên vào như là viên giải khát ấy. Ôi, sung sướng vô cùng luôn anh em ạ. Đấy, cái vi diệu của nó ở cái, trước hết là cái vị đã thấy sướng rồi, nó đã như thế rồi, cho nên nó, vì nó tinh chất mà, nó vào đến cơ thể cái là nó tác dụng luôn, nó hấp thu luôn, nó chuyển hóa luôn, chứ nó cũng không còn phải coi như là đòi hỏi các cái men tiêu hóa hay đòi hỏi những cái thành phần khác, mà nó hấp thu được vào cơ thể ngay. Cho nên anh em thấy có những lúc mà chúng ta dùng cái Novomin đấy, nếu như mà anh em thấy rằng là lúc mà Phương sau này khi Phương có những cái cuộc vui ấy, mà lại có Novomin hay là có Simbri, là Phương quay lại lại lợi hại hơn xưa, dùng cái những gọi là thỉnh thoảng cũng gọi là gặp nhau ấy, thèm lắm cũng gọi là vui thôi, một chén rượu thôi, nhưng sau đó mình uống một viên 3 đến 5 viên Formula 4 vào, người tan ra nhẹ nhàng đấy. Anh em thấy chỉ trong 1 phút thôi nó đã dung hòa, nó đã trung hòa. Vậy thì chúng ta thấy là cái tinh chất của nó lớn lao như thế, đúng không? Thêm một vấn đề nữa là anh em thấy rằng nó đã thay rồi thì nó là an toàn. Cái sản phẩm này anh em nhớ cho Phương một cái điều, nó an toàn luôn. Đấy, nó an toàn vì nó đã tách chiết hết rồi. Cho nên có những lúc Phương tâm sự với Kim Hương ấy, là có những người bạn của Phương ấy, cứ ngày là coi như là cứ cần tây rồi, cái cây cần tây cứ cả lọ cả bát như thế, cả cái cốc như thế, cứ uống như thế, toàn tính như vậy, nó không có tốt. Mà tưởng là tốt, mọi người cứ nói thêm tốt, nhưng Siri của mình thì hạnh phúc vô biên. Tôi là tinh chất đây, tôi là tinh chất đây, và tinh chất của CBD đây nó an toàn và nó có đầy đủ. Mà chúng ta phải xác định là cái bên này chúng ta uống ấy, là chúng ta thấy rằng là nó đầy đủ được kiểm chứng luôn, không phải là của Việt Nam mình kiểm chứng đâu, mà là quốc tế kiểm chứng. Nó có đầy đủ hết văn bằng, nó đầy đủ hết là gì, của ISO rồi, của FDA rồi, của trên thế giới là tất tần tật các cái chứng chỉ để kiểm định nó đã đầy đủ. Vậy thì cái niềm tin mãnh liệt, mà chúng ta thấy rằng là đã có niềm tin thì nó vô cùng là lớn lao luôn. Khi chúng ta uống mà chúng ta không có niềm tin, do dự, không biết em uống nó có đỡ không nhỉ, không biết em này, không biết em đi khác, thì cho đến hôm nay các bạn có một cái niềm tin, và niềm tin đó là cái sức mạnh. Để trước khi, mặc dù không có thời gian, nhưng Phương cho rằng là Phương với mọi người cũng hiểu một cái điều là cái sức mạnh của tinh thần nó rất là lớn. Có những lúc Phương ngồi trên Zoom, anh em đã nói là cơ thể chúng ta là vi diệu, cơ thể chúng ta là một cái bộ máy. Đôi khi các cái vết thương nó tự lành, và có tới 70% các cái bệnh trong cơ thể mình nó tự khỏi, là do cơ thể mình có cái sức, có khả năng miễn dịch, có khả năng chống chọi. Và hôm nay chúng ta thấy chúng ta lại kết hợp một cái niềm tin trong đầu nữa, nếu chúng ta dùng thực phẩm chức năng của Siri thì nó lại càng mãnh liệt hơn. Và kể ra không có thời gian, nhưng mà cái câu hỏi, cái câu chuyện này của Phương mà Phương mãi mãi trong đời Phương ghi nhớ, tại vì Phương kể chuyện ngắn thôi, mặc dù thời gian ngắn, nhưng mà cho Phương xin một cái câu chuyện. Phương có một người bạn đi Đức về,
hai bạn ở Phương với bạn là học cùng phổ thông với nhau, và sau đó thì bạn ấy cũng gọi là thời ấy là con ông cháu cha, cho nên bạn đi Đức. Thế bạn đi thì khi về thì bạn ấy vẫn rằng là trong lòng đối với những người lúc ấy được xuất ngoại là họ sướng lắm. Thế và khi về thì bạn ấy mua ba cái cặp mà phanh xe đạp mà favorite của Đức ấy, để bạn ấy để coi như là bạn có cái xe đạp ấy, nó cái phanh nó ép như là một cái, nó ép đẹp lắm, khuôn khiếp hình hài rất là đẹp đấy, cái phanh xe đạp. Thế và bạn ấy cũng mua ba cái miếng gọi là cao của Đức để mang về để cho biếu bố vợ, biếu bố mình và biếu một người gọi là bác nuôi. Thế và hôm đấy người vợ của bạn ấy hỏi là anh ơi, không mua quà về cho bố thì anh để đâu, thì để em lấy sang. Thế thì người vợ cũng chẳng biết đâu, nhưng mà bảo cái chỗ cái ba lô đấy anh để như này. Thế và người vợ bắt đầu lấy thì không nhìn thấy miếng, không biết là cao mấy cái phanh xe đạp nó khác nhau chỗ nào, lấy luôn cái phanh xe đạp đưa cho bố. Thế và gói vào cái tờ giấy rất cẩn thận vì nó khuôn mẫu hình đẹp lắm anh em ạ. Rồi lúc đấy cái thời đấy làm sao mà biết là miếng cao là gì đâu, nhất là cao của Tây nữa. Thế và bạn ấy cũng đưa cho bố. Thế và hai bố ngâm được hai cái bình rượu của bằng cao của Đức rất là ngon. Thế và ở nước ở Việt Nam mình thì hay lắm, những cái cụ mà nông thôn ấy khi có đồ ngon là muốn khoe. Ủi tôi có thằng con này nó đi Đức về nó lại có cái rượu cao này, thì coi như những ngày trăng các thứ, những cái điều kiện gì đấy thì bắt đầu mới mang ra để biếu những cái ông gọi là quà, gọi là những người bạn thân, những cái chén rượu. Và bố của bạn ấy cũng thấy rằng là sau khi uống cái rượu đấy xong thì sức khỏe nó khỏe lắm, mà ăn uống tự nhiên cũng ngon, ngủ cũng ngon. Thế đúng là thực hành là xanh sinh dưỡng thật, đúng là sung sướng. Một đứa con mà đúng là một người làm quan thì cả làng được nhờ, mà mình chỉ có một đứa con thôi mà bây giờ cả anh em dòng họ được nhờ được cái cao đấy. Thế và anh em thấy rằng là ai cũng khỏe. Mỗi lần kể chuyện ra là bố thế này được uống rượu. Thế và anh em biết tại sao một ngày không xa, khi chồng tìm đến cái ba lô dọn dẹp thì thấy rằng là nguyên si ba cái cao mà mua cho mọi người biếu vẫn nguyên si còn. Thế còn cái phanh xe đạp thì mất rồi không thấy đâu. Ôi thế bảo thế cái phanh đâu nhỉ em? Để hôm nay lắp vào. Em không lấy phanh gì cả, em chỉ lấy mỗi miếng cao thôi. Nhìn ra thì đúng là không còn phanh nữa mà chỉ còn cao. Thế mà chỉ có cái phanh xe đạp thôi mà bố mình và gọi là bố chồng và bố vợ mà cả tất cả anh em dòng họ đều khỏe vì cái miếng cao đấy. Thì để thấy anh em thấy một cái niềm tin mãnh liệt mà ông bố giục, ui em ơi đấy là cao đấy, không phải là cao đâu mà đấy là cái phanh xe đạp đấy, mà sao cả nhà càng mọi người đều khỏe hết. Thì nói đến cái niềm tin thì anh em thấy Phương vẫn nhớ rằng là đấy, cái niềm tin của con người nó lớn thế, cái tình cảm mà cái chất của mình nó lại mạnh mẽ thế, chỉ có uống mỗi cao thôi mà lại khỏe cứ như thế, ăn cũng ăn ngon, ngủ cũng ngon. Thế rồi là tất cả mọi người phấn khởi, khi mà phấn khởi anh em thấy sướng lắm, ôi dồi hớn hở. Thì đấy là Phương cho rằng là cuộc sống con người, cái tinh thần nữa, nó đóng một cái vai trò quan trọng. Và hôm nay nếu như các bạn có một cái niềm tin mãnh liệt vào Sibring thì Phương cho rằng nó có thể giúp mình gọi là tránh được và chống được và tăng được cái sức đề kháng của mình. Và trong cái phần mà cái nguyên nhân đưa đến bệnh ấy, anh em cũng nhớ với Phương một cái điều rằng là riêng cái stress ấy, đấy là một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái yếu tố mà nguy cơ dẫn đến cái bệnh tật của mình. Bệnh không lây các yếu tố nguy cơ thế rồi vân vân, là anh em thấy rất là nhiều cái này trong nhóm thì rất nhiều anh chị em sâu sắc về cái vấn đề này, thì Phương cũng để anh em hiểu. Vậy thì chúng ta thấy rồi đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau với Phương rằng là vậy thì cái bệnh tật của mình nó đến từ đâu đúng không? Thế chúng ta để hỏi với nhau là bệnh tật nó đến từ đâu chứ, đúng không? Thế và chúng ta thấy rằng một cái vấn đề mà người ta đã đề cập ngay cả trong các cái tài liệu của nước ngoài, họ cũng nói rằng với mình rằng là cái bệnh tật đấy, cái sức khỏe nó đến từ cái thói quen ăn uống. Từ cái thói quen ăn uống, khi mình ăn uống rồi, cái thói quen của mình, cái sinh hoạt rồi, cái thói quen hoạt động của mình rồi, cái thói quen thể dục của mình, nó sẽ đưa cho cái sức khỏe của mình, đúng không? Thế thì có người thì quen ăn ấy, những trường hợp ấy, các bạn biết tại sao họ đã thích ăn thì cứ thích ăn đồ ngon, đã đồ ngon rồi nhưng mà các em mới thấy rằng mỡ béo. Đấy, mỡ béo là nhiều người thích ăn lắm, càng béo thì các anh em lại thích càng ăn mỡ. Đấy thì cái thói quen đấy sẽ dẫn đến chúng ta dư thừa chất. Đấy thì cái này thì anh em sẽ thuộc hiểu cho Phương lắm rồi, chứ không cần mà hôm nay Phương đề cập, nhưng chúng ta cũng biết qua. Vậy thì chúng ta thấy rằng là người không có bệnh, bây giờ chúng ta gọi là người không có bệnh thì là người không có tổn thương gì cả. Thế thì em khỏe à? Em không có vấn đề gì à? Thế nhưng anh em biết tại sao không? Như Phương với các bạn ngồi trên đây ai cũng bảo mình khỏe đấy, nhưng không phải đâu nhé, đúng không? Khi kiểm tra kỹ ra là chúng ta thừa độc tố rất nhiều, thừa độc tố, gọi là thừa độc đi. Đấy, có những lúc không phải độc tố đâu mà các cái kim loại nặng nó cũng là thừa độc, đúng không? Nhưng mà lại thiếu các cái chất.
đấy, nó sẽ dẫn đến cho mình các cái vấn đề về bệnh lý. Thì anh em đã hiểu cái kỹ lắm về cái cơ chế bệnh của chúng mình rồi, mà nhất là vào Siri với Phương rất ý là cái đội ngũ của anh em ở bên Siri bên này, thì bên Sài Gòn cũng thấy anh em rất là hiểu sâu về cái mảng kiến thức về cuộc sống, về cái sức khỏe, về con người. Và chúng ta thấy rằng là gì, nếu như khi chúng ta dùng Siri, anh em sẽ thấy rất nhiều các cái vấn đề, đúng không nhỉ? Thế thì hôm nay cái phần Phương chia sẻ nó chỉ để cho anh em có một tí cái nền tảng thôi. Còn bây giờ chúng ta mới thấy rằng là quay lại với cái con mắt của chúng ta nhìn về Siri, về thực phẩm chức năng, về vấn đề bệnh lý, về vấn đề nguyên nhân, thì khi chúng ta bắt đầu áp dụng, sử dụng thì chúng ta thấy cái giá trị của Siri và con người của Phương hiện hiện của một sản phẩm, của sản phẩm và kết quả là chân lý, đúng không? Phương thấy nó mang cái nhiều cái giá trị rất là lớn. Vậy thì thêm những cái giá trị nữa mà trong cuộc sống hôm nay, các anh chị trong nhóm Zoom của ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay, anh chị sẽ cùng cho Phương chia sẻ, và anh em có thể giơ tay hoặc anh em có thể là nói tôi xưng tên cũng được. Thì nếu như để cho mất khỏi đỡ mất trật tự trong Zoom thì anh em cứ giơ tay, nhưng có thể Phương cũng không nhìn hết cái chỗ giơ tay được đâu, tại vì là cái màn hình của Phương nó chỉ vừa phải thôi. Thì anh em có thể hô cho Phương rằng là tôi và xưng tên, Phương sẽ gọi để anh em cùng chia sẻ với Phương. Và mỗi một các anh chị chính là những cái viên kim cương để sáng nay Phương và tất cả mọi người cùng thu lượm. Vậy anh em sẽ nói cùng với Phương là giá trị của Siri nhé, giá trị. Xin mời tất cả anh em ạ. Ôi, anh Thị. À vâng, rồi xin Phương xin mời bạn Thanh Thịnh của Phương. Rồi xin mời Thanh Thịnh. Rồi. Yêu quá. Vâng. Xin chào thủ lĩnh đoàn quốc gia Phan Nguyệt. Thực ra thì thủ lĩnh đang ngồi trên chiếc xe để di chuyển về Vĩnh Phúc, nhưng mà thì vẫn cứ gửi lời chào đến thủ lĩnh Phan Nguyệt, bởi vì thủ lĩnh như là một người nam châm để mà truyền lửa rồi hút tất cả chúng ta về với S69 Sài Gòn, và mang rất là nhiều năng lượng và truyền đi tất cả những cái thông điệp yêu thương nhất của Siri đến với đội ngũ của chúng ta. Xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn bác sĩ Phương, bởi vì là bác sĩ Phương đã cho chúng ta những cái giá trị về Siri. Thực ra khi mà nghe câu chuyện của bác sĩ Phương ấy thì cũng rất là cảm động, bởi vì là đúng là cũng là một người trong ngành, nhưng mà bác sĩ Phương đã phải trải qua rất là nhiều các cái cuộc phẫu thuật, và nghị lực thì cảm thấy là phi thường. Cũng là Thịnh xin gửi lời đong đầy yêu thương tới bác sĩ Phương là một người bạn đồng nghiệp của Thịnh, và mong rằng bác sĩ Phương hãy lan tỏa giá trị của CVD đến với mọi người, nhất là ở vùng Thái Nguyên. Thì thực ra Thịnh cũng sống từ nhỏ ở Thái Nguyên, nhưng mà mình là người Bắc Linh đấy, nhưng mình sống từ nhỏ ở Thái Nguyên, mình biết được con người Thái Nguyên. Thực ra mọi người rất là giàu có đấy, nhưng mà mọi người hiểu đến sản phẩm thực phẩm chức năng và đến với nó, thì quả thật là nếu như bác sĩ Phương thành công được đến ngày hôm nay thì đấy là một cái đường điều mà nghị lực phi thường từ cái sức khỏe của bản thân bác sĩ Phương, và từ cái lan tỏa đấy thì Thịnh cảm thấy là vô cùng biết ơn. Và đã mình nghĩ rằng là sẽ có một cuộc đồng hành, và trong thứ tư tuần tới này, sau khi kết thúc của chương trình của Vĩnh Phúc, thì đội của Thịnh sẽ lên Thái Nguyên và sẽ gặp bác sĩ Phương ở đó, và có một cái cuộc chu du ở Thái Nguyên cùng với thủ lĩnh Phan Nguyệt. Thực ra hôm nay ở với cái chủ đề mà giá trị của CVD thì Thịnh cũng thấy Thịnh xin tự giới thiệu một chút, bởi vì lại bác sĩ Phương đã giới thiệu rồi. Thịnh cùng tuổi với bác sĩ Phương, năm nay chúng tôi đã là 63 tuổi rồi. Thịnh cũng có 35 năm công tác ngành y, và sau khi nghỉ thì Thịnh cũng có tham gia một số các công việc. Từ đó thì bản thân Thịnh thì Thịnh cũng thấy là có rất là nhiều giá trị ở trong ngành y, bởi vì mình cũng đã giúp cho rất là nhiều các anh các chị, bạn bè của mình vượt qua những cái bệnh cấp tính và những cái bệnh mãn tính không lây. Thế nhưng mà thực ra đối với trong ngành y thì cũng như bác sĩ Phương nói đấy, đúng là dao sắc thì cũng không đọc được chuôi. Bản thân Thịnh cũng có rất là nhiều các cái bệnh mãn tính không lây mà cứ năm này qua năm khác là bệnh nó vẫn cứ tái phát. Mà đúng là cái ngày đẹp trời mình biết đến CBD thì đúng là mình cảm ơn CBD vô cùng, đã mang lại cho mình có sức khỏe như ngày hôm nay. Tất cả các bệnh đúng là cũng như là một số các anh chị đã chia sẻ đấy, nếu mà chúng ta biết được đến thực phẩm chức năng ấy thì đúng là hạnh phúc vô cùng, và không còn bệnh để mà chữa nữa. Đấy, cái khổ của dùng thực phẩm chức năng là không còn bệnh để mà chữa. Cho đến bây giờ thì tình cảm thấy là bao nhiêu cái bệnh của mình nó đã tan biến rồi. Đấy là một cái lỗi khổ là tại sao lại tan biến nhanh thế. Sau 2 năm dùng sản phẩm thì mình cảm thấy là vô cùng là yêu quý cái cơ thể con người mình, là yêu quý sản phẩm của CBD. Thì cái giá trị của CBD thì mình thấy như bác sĩ Phương chia sẻ đấy, thì mình thấy là đúng là khi mình đón nhận nó, mình thấy giá trị của nó.
từ một cái viên Fula4. Nếu như mà các anh chị đã từng dùng rồi, các anh chị biết nó năng lượng vô cùng. Và bản thân Tịnh thì hàng ngày xưa thì mình rửa rau sống ấy, thì mình cứ hay là hòa nước muối ra hoặc hòa thuốc tím để rửa. Nhưng mà từ ngày có CBD mình pha cái viên Fula4 ra hoặc là Lovomin ra, mình pha tan trong nước, sau đó mình ngâm rau sống vào. Hoặc là bởi vì bản thân mình cũng có những lúc mà mình không trồng được rau ăn, mình phải mua rau ở ngoài chợ. Mặc dù mua ở siêu thị đấy nhưng mình vẫn không yên tâm và mình pha Lovomin ra để mình ngâm. Thì sau khi đấy thì mình cảm thấy nó rất là yên tâm. Hoặc là hoa quả mua ở ngoài chợ về cũng thế. Thì thực tế là các anh chị thấy là riêng cái phần hoa quả ấy thì không phải là hoa quả của Việt Nam mà còn hoa quả của Tàu nữa. Bởi vì cái nguồn gốc mình cũng không biết rõ, cho nên là mỗi một khi mua về thì mình hay pha Lovomin ra. Mà bây giờ nó là Fula4 đấy, là mình pha ra để ngâm. Đấy, thì sau một lúc thì là mình vớt lên thì thực ra là mình cảm thấy an toàn vô cùng luôn các anh các chị ạ. Thế thì cái sản phẩm đấy nó mang lại cho mình một cái sự là yên tâm bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cho gia đình nhà mình. Cũng như là những cái bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình, những Tịnh cứ pha để những chục viên Novomin để mình rửa rau thì mọi người cũng bảo, ô thế sao, bà làm gì hoặc là chị làm gì, thì mình giới thiệu những cái sản phẩm đấy, thì từ những cái đấy mọi người mới biết là à đây là mình đang lan tỏa. Bởi vì những cái lúc mà có công có việc là những lúc mà tập trung đông người nhất, thì mình lan tỏa cái giá trị CBD bằng cái thực tế nhất, thì mọi người nhìn vào và mọi người đón nhận. Thì đấy là một cái thói quen ở trong gia đình. Và hai nữa là bản thân cái giá trị của CBD thì thực tế như này, cái lọ dầu balsam ấy thì như các anh các chị biết là nó chỉ là dầu xoa cơ thể thôi, nhưng mà nó có tác dụng rất là nhiều. Nó cầm máu và nó chữa đau răng, rồi chữa cảm, chữa sốt. Thế rồi ngay trong nhà tắm là Tịnh thế, lúc nào Tịnh cũng để cái lọ dầu đó xa vào trong nhà tắm. Bởi vì là khi mà tắm mùa đông tắm cho các cháu thì mình cứ pha vào, mình cứ pha vào để cho tắm cho các cháu. Kể cả đến mùa hè bây giờ các cháu cũng tắm nước ấm ấm thì mình cũng pha cái lọ dầu bao xa đấy, kể cả bản thân mình cũng thế. Ngày xưa cái thói quen của mình là tắm vòi, thế nhưng mà đến bây giờ thì mình không tắm vòi nữa, bởi vì tắm chậu thì mình pha được dầu bao xa vào. Thế cho nên là ở đây thì mình thấy là cái giá trị nó vô cùng. Hai nữa là giá trị của CBD là cái giá trị mà đúng là mình thấy nó sản phẩm của nó tốt, thì mình trao cái giá trị đấy cho mọi người, thì đấy cũng là một cái tuyệt vời. Mình cảm ơn rất là biết ơn công ty đã mang lại những cái dòng sản phẩm, biết ơn tất cả những cái việc mà những cái kết nối giữa anh chị em. Nếu như không vào CBD thì ngoài cái giá trị sản phẩm mang lại sức khỏe rồi, cải thiện sức khỏe rồi, thì nó có một cái giá trị nữa là kết nối anh em bạn bè bốn phương. Nếu như ngày hôm nay không phải là CBD thì Tịnh không gặp được Kim Hương, không gặp được anh Vũ Lâm, hoặc là không gặp được bác sĩ Vương và tất cả các anh chị ngồi ở trong Zoom. Mỗi một lần mà các anh chị ngồi ở trong Zoom như thế này, chúng ta đã biết mặt nhau rồi, nhưng mà khi đến được gặp nhau ở một cái sự kiện nào đó thì lúc bây giờ mình giang tay ra đón nhận cái tình cảm của nhau, thì lúc bây giờ xong mà ôi hạnh phúc vô cùng. Mình cảm thấy là ôi sao mình hạnh phúc thế. Tự nhiên mình kết nối được với rất là nhiều các bạn, biết được các bạn, mặc dù là các bạn không cùng trong hệ thống, nhưng mà khi nhìn thấy nhau cũng đã từng bắt tay nhau và ôm lấy nhau để mà gửi lại cái tình yêu thương đến với nhau. Thì đấy là những cái mà giá trị CBD mang lại. Thực ra ở đây cái giá trị cốt lõi nhất là như bác sĩ Phương nói là niềm tin của mình đối với sản phẩm. Thì bản thân Tịnh cũng đã từng gặp khi mình đi chia sẻ cho khách hàng, thậm chí kể cả tư vấn viên mới của mình thế thôi, thì các bạn mới vào thì các bạn cũng nghĩ rằng là ô thế thì với cái cải thiện cái căn bệnh của mình thì bao nhiêu lâu thì được có kết quả. Thì câu hỏi đấy thì chắc là không phải là Tịnh và bác sĩ Phương và rất rất nhiều các anh chị đã từng được nghe. Thì Tịnh nghĩ rằng là đúng là thực phẩm chức năng nó tự, khi đầy đủ vi chất dinh dưỡng trong cơ thể thì nó tự chữa lành bệnh của mình. Cho nên là nếu như giả dụ như là có ai đó muốn hỏi thì mình chỉ nghĩ rằng là nó cũng như cơm ăn nước uống hàng ngày. Nếu như chúng ta khỏi bệnh rồi mà chúng ta không dùng nữa, thì vậy thì chúng ta sẽ hỏi là chúng ta muốn khỏe mãi mãi hay chúng ta khỏe trong từng giai đoạn một. Nếu như chúng ta muốn khỏe trong từng giai đoạn một thì chúng ta có thể dừng. Thế nhưng mà chúng ta muốn khỏe suốt đời và khi biết đến thực phẩm chức năng và biết đến sản phẩm CBD thì chúng ta sẽ dùng hết đời. Chúng ta dùng mãi mãi. Chúng ta muốn khỏe mãi mãi thì chúng ta cứ dùng mãi mãi. Thì đấy là mình thấy là cái giá trị của CBD mang lại cho bản thân mình. Thế và cái nữa là cái mà mình chia sẻ đi thì đúng là chia sẻ những hơi thở và cái cống hiến của mình, thì đấy nó mới là một cái giá trị vô cùng lớn. Như hôm nay bác sĩ Phương cống hiến cho chúng ta ở cái phòng thu này thì đấy cũng là một cái sự cống hiến rất là lớn, cũng như là các anh chị sắp tới đây sẽ chia sẻ, thì đấy là những cái sự cống hiến và đấy là những cái giá trị của CBD chúng ta cần lan tỏa. Thì Tịnh cũng xin nhường lời lại cho tất cả các anh chị để tiếp ạ. Xin cảm ơn. Rất là yêu Thanh Thịnh, đúng là Thanh Thịnh nói đúng là thêm một cái vấn đề nữa là chúng ta thấy CBD nó uống vào cái là tự nhiên nó cứ tiêu đi đâu, mà các cái bệnh nó đi đâu mất
Hay thế, Siri này cứ tiêu đi. Thế rồi là chúng ta thấy rằng là một cái vấn đề nữa là hôm nay không phải chỉ là uống sản phẩm vào vào trong con người để chúng ta thấy có một cái sức khỏe, có một cái sự mạnh mẽ, mà chúng ta thấy rằng là có Siri mới cho chúng ta thêm tình, có Siri cho chúng ta thêm nghĩa, có Siri chúng ta thêm với nhau. Và có lúc mà cũng không có lúc nào mà ngày xưa cũng không có lo lắng trăn trở gì cả vì cứ thế công việc, nhưng bây giờ vào với Siri cứ ngày ngày lại thêm vui, ôi ngày mai mình lại đến và mình cảm giác có những cái gì đấy nó chờ đợi, cuộc sống có một cái gì đấy nó gì mình cảm giác nó hạnh phúc đón từng ngày một. Và ơn Siri, ơn ông bà tập đoàn, ơn Phan Nguyệt để hôm nay tất cả trên Zoom chúng ta lại được ngồi nói chuyện với nhau trong một buổi sáng tinh sương như này để chúng ta đón những cái nụ cười, đón những cái tình cảm. Và từ về nhà ta vẫn nhầm nhầm tuy vui vui, tức là ta vẫn sướng. Và ngày xưa Phương đi đường ấy, Phương cứ trông thấy ai cười mình, Phương ô cái người ấy làm sao hay có bị vấn đề gì về tâm lý không đấy, có những lúc mình cảm giác là thế nó cười mình như thế, ô chết cái này ngày xưa còn ngơ ngẩn còn nói là ô có đây có khi tâm thần ấy. Nhưng bây giờ mình thấy rằng cuộc sống của mình vui mỗi ngày, có lúc mình đi mình cứ tự tiền nghĩ thì tủm tỉm, có hôm nói chuyện những câu gì với Kim Hương, những câu kiểu chát chát này trên Zoom xong mình tưởng tượng cái phần đang nói chuyện ấy này, tự cười mình tự nhồng nhím này, tự đi nhân đi đấy, thì cái cuộc sống mà hôm nay nó cho chúng ta thêm cái niềm vui, mà đã là vui rồi thì anh em thấy rằng là cái sức mạnh con người nó lớn lắm. Nếu như khi chúng ta có nguồn vui, chúng ta sẽ có cái năng lượng, mà chúng ta có năng lượng chúng ta sẽ có gì có cái sức mạnh, và có sức mạnh rồi thì chúng ta có được nhiều thứ đúng không? Hưng rất là yêu mọi người, thế và Thanh Thị cũng đã đưa cho chúng ta, thế và chúng ta thấy Siri cái giá trị của nó là ngoài cái quan hệ là cái kết nối, cái cốt lõi nữa của Siri nó đi vào trong cuộc sống đời thường. Anh em thấy coi như là ngày xưa thì cứ muối thả vào, mà càng thả vào có khi ăn chẳng ngon, nhất là rau sống, và nhiều người lại tưởng là càng cho nhiều muối nó lại càng sạch, cho vào nó lại táp hết cả rau đi, ăn uống chẳng ngon gì cả. Thế thì hôm nay cái viên Siri chúng ta đưa vào lại thêm các cái vi chất vào trong cái rau của mình, thấm tháp còn có những cái phần nào độc cũng thải ra. Và các anh em thấy rằng là khi có Siri chúng ta cho cái Novomin vào, anh em rửa và anh em thấy nếu như có những các độc tố, có những bẩn, nó sẽ tạo những các cái vẩn đấy, nó vẩn rất là rõ. Thế còn lại nếu như không có gì thì nước trong như nước của bình thường, nhưng nếu như khi có độc là nó vẩn ngay đấy. Thì Phương cũng rất là yêu bác sĩ Thanh Thịnh cũng đã đưa cho để các bạn thấy rằng là nó đi vào cuộc sống đời thường nhẹ nhàng như lông hồng ấy, không có cái vấn đề gì cả đúng không? Thế và hôm nay Phương lại muốn xin các anh em lại cho Phương thêm những cái giá trị mà anh em nhìn nhận. Anh em vào đây rồi, hôm nay không phải một mình Phương nhận thấy ra nữa mà tất cả anh em đã nhận thấy rồi. Lại các anh em trên Zoom ơi, cho Phương xin thêm nữa cái giá trị của Siri trong thời gian anh em đã tiếp cận, anh em đã có cơ duyên, anh em đã được vào với Siri, thì cho Phương biết những cái sự cái giá trị nào. Kim Hương ạ. Rồi chúng ta vâng, Kim Hương đã chia sẻ. Kim Hương xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt, chào thủ lĩnh Nguyễn Phương, một người đầy nội lực và luôn luôn vui vẻ hài hước. Kim Hương rất là thích bác sĩ Phương dẫn Zoom, bởi vì cái bác sĩ dẫn Zoom đến đâu là Kim Hương cứ ngồi cười thôi à. May mà Kim Hương khóa màn hình, bởi vì là vừa là nỗi đau nhưng mà chúng ta nghe thấy bác sĩ kể về nỗi đau của mình một cách rất là lạc quan đúng không cả nhà, cười suốt thôi. Mặc dù là có những lúc là mổ cấp cứu như thế nhưng mà bây giờ nụ cười cứ hiện hữu trên bác sĩ Phương vậy. Mà mới 8 tháng dùng sản phẩm thôi thì không thể tưởng tượng được là một người phụ nữ U70 mà lại trẻ trung xinh đẹp mà không có một nếp nhăn nào trên trán như thế này. Quá là tuyệt vời đúng không cả nhà? Và trong cái buổi ngày hôm nay thì Kim Hương xin chia sẻ một câu chuyện rất là liên quan đến cái sản phẩm của Siri. Bởi vì mẹ của mình là một cái người mà trải nghiệm sản phẩm ngay từ ngày đầu tiên cả nhà. Khi Kim Hương vào đây thì không phải là Kim Hương chỉ lấy sản phẩm cho chồng của mình đâu, mà ngày 3 ngày sau thì mẹ Kim Hương biết là mẹ Kim Hương đi bệnh viện cấp cứu về Tiền Đình. Thế nên là mẹ Kim Hương là cái người trải nghiệm sản phẩm nhiều nhất ở trong gia đình mình, bởi vì mẹ liên tục có những cái bệnh liên quan. Và khi Kim Hương biết về cái sản phẩm của Siri thì Kim Hương đã thấy là chả hiểu làm sao ấy, vũ trụ dẫn lối như thế nào đấy để cho mình trải nghiệm rất là nhiều các loại sản phẩm cho gia đình mình, để cho mình có niềm tin. Giống như bác sĩ Phương bây giờ ấy, không phải là chỉ tin đâu mà yêu và đam mê luôn ấy. Bởi vì là tất cả những cái cung bậc cảm xúc, nó bệnh tật, nó trải qua như thế nào là bản thân Kim Hương cảm thấy nhận nhiều nhất. Bởi vì là mình ở gần bố mẹ mà, rất là gần luôn. Thế nên là tất cả những mình thì rất là quan tâm đến bố mẹ. Thế nên khi mà bố mẹ sử dụng sản phẩm từng ngày là mình cảm nhận được từng ngày. Đặc biệt là từ tháng 11 khi mà mẹ Hương bị hậu Covid ấy cả nhà. Cái lúc đó thì
mình mới vào Siberia được mấy tháng thôi mà cũng nghĩ là có rất nhiều bác sĩ ở trong trong đội ngũ của mình đã làm Siberia rồi, nhưng cũng nói là có những sản phẩm dành cho người già là cũng phải nương nhẹ, cũng phải cẩn thận và phải dùng nó hạn chế thôi, không dùng nhiều. Nhưng mà đến khi mà mẹ Kim Hương bị cái bệnh viêm phổi cấp như thế, bác sĩ bảo là cái phổi trái nó rất là nặng, mà lúc đấy Kim Hương theo dõi thì mẹ mình là chỉ có nằm được bên phải thôi cả nhà, tức là thở không được, nếu mà nằm ngửa cũng không thở được, giống như chồng Kim Hương chỉ nằm bên trái thì mẹ mình chỉ nằm được bên phải thôi. Mà khi mà trong 3 ngày vào viện đấy thì nặng đến nỗi mà khi mà mẹ Hương ho lên á, là Hương cảm giác như là chỉ cần ngắt cơn ho là có khi mẹ mình xỉu luôn được, bởi vì ho là tím tái cả mặt mũi, mà mồ hôi thì chảy ra đầm đầm nhưng mặt mặt mũi là lúc đỏ lúc tím, mà Hương sợ lắm. Bởi vì là mình là cái người mà chứng kiến cái người mà ho dạng như là ho COVID nhưng mà người ta không khẳng định là ho COVID. Lúc đấy thì thở đêm thở ngày, nói chung là 24 trên 24 cả nhà, cả đêm cũng thức, cả ngày cũng thức, cứ bất cứ lúc nào. Khi mà ho đấy thì mình chỉ có ba cái gói trà phổi thôi, pha rất là đặc vào nửa cốc nước, thì ngắt cơn ho một cái là nó hơi hơi ấm ấm cái nước là cho mẹ uống, uống xong cái là cơn ho nó dịu đi cả nhà. Đấy là trà nhá, trà rất là tốt, nó chỉ có mấy gói trà thôi nhưng mà nó ngắt được cơn ho và mẹ Hương có thể ngủ được cả một hai tiếng sau đấy. Thì còn khi mà Kim Hương cho mẹ mình uống cái sản phẩm Siberi thì khi mà hỏi người hộ lý đấy thì nói là bà vẫn dùng thực phẩm chức năng 4 tháng rồi thì có được dùng tiếp không, thì người ta bảo là nếu mà đã dùng rồi thì cứ dùng, còn nếu không cứ dùng thuốc bệnh viện. Nhưng mà Kim Hương biết nó là thức ăn, mà biết là nó là cái dạng thức ăn nó trong lọ, nó thông minh, thế nên là Kim Hương vẫn cho mẹ dùng đủ thứ cả vào tim và phổi. Tuy nhiên là xong khoảng 3 ngày đầu tiên thì Kim Hương dùng cái liều nó vừa vừa, ví dụ như là Novomin chẳng hạn thì mình không dùng đến 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 10 viên đâu, mình chỉ dùng khoảng 4 viên đến 6 viên một ngày thôi. Thế nhưng mà thấy bệnh của mẹ mình nó không thuyên giảm trong 3 ngày đầu ấy, thì mình tăng liều lên cả nhà, tăng lên 10 viên một ngày. Thì chỉ sau 2 ngày tăng thôi thì mẹ Kim Hương đã đỡ thở, dễ thở hơn rất là nhiều. Và tự nhiên là mẹ Kim Hương bảo là đang khoảng 3 giờ đêm ấy, là cái van như kiểu là ở họng ấy nó bật ra, nó như kiểu là có một cái van ở họng ấy nó mở hẳn cái van ấy ra, và mẹ mình thấy là một luồng khí nó thổi từ phổi ra và mẹ cảm thấy nhẹ đấy. Mẹ nằm im mẹ thở và mẹ thấy là tự nhiên lúc đấy mình thấy có không khí vào người, tức là lúc trước là không có không khí và như kiểu nó đóng van đấy cả nhà. Và khi mà mở được cái van ấy ra thì mẹ bảo là giống như là nó xì hơi từ trong ngực ra, và mẹ bảo là cả cái lúc đấy cho đến sáng là mẹ không dám giở mình luôn. Mẹ bảo là bây giờ lật sang bên trái một cái là mẹ chỉ sợ là cái van nó đóng lại như lúc trước, là mẹ không thở được. Thế nên là mẹ cứ nằm im, mà hôm đấy là mẹ nằm im không phải đến đến 5 giờ sáng, 6 giờ sáng mẹ dậy đâu cả nhà. Mẹ nằm im đến 7 giờ sáng. Mà mình lo, mình bảo chứ mẹ ơi, sao hôm nay mẹ không dậy, thế mà ngồi xoa chân xoa tay cho mẹ mãi rồi mẹ chưa dậy. Ôi trời ơi, mẹ kể cho con nghe, đêm qua mẹ mở được cái van ở ở ở cổ họng này này. Nó cứ bật ra một cái là hơi nó xì ra. Mẹ cảm thấy cũng như là mình được thở mà không dám dở người, mẹ cứ sợ dở người là mẹ không thở được nữa. Đấy, cái sản phẩm của mình nó hay vậy đấy cả nhà. Vẫn thuốc, vẫn nọ, vẫn kia, nhưng mà đến cái lúc mà nó bật ra được cái van đấy thì mình thấy là ồ, chắc là mẹ sống được rồi cả nhà. Khi mà cái phổi nó nặng như thế rồi, còn cái câu mà bác sĩ nói là cái máu của bà nó có cục máu đông ấy, nó lên não là bà có thể là đột quỵ, nó vào tim là bà có thể cũng bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào, nên gia đình chú ý cả ngày lẫn đêm, là mình sợ lắm. Mình sợ lắm, nhưng lúc đấy là mình rất rất là bền bỉ, không bao giờ mình nghĩ mẹ mình chết cả. Mình có CBD đây rồi, thấy là mình cứ cho mẹ dùng cả tim cả phổi rồi cả omega 3, một lúc là mười mấy viên một lần, mà 2-3 lần uống trong một ngày. Và trong trong chỉ xong 12 ngày thôi là mẹ Kim Hương đã xuất viện, và cái lần xuất viện đấy thì mẹ Kim Hương khỏe ra rất là nhiều. Và cái lúc Tết lại về với mẹ là mẹ khỏe lắm, mà Hương còn quay clip cơ, tức là sau 1-2 tháng là mẹ Hương rất là khỏe. Nhưng mà không ngờ cái độc tố nó ngấm không phải là chỉ một thời gian đâu cả nhà, 3-4 tháng sau thì nó ngấm vào tim, và mẹ Kim Hương bị men tim cao đấy ạ. Đấy là mình nghĩ là nó độc tố nó chưa thải ra hết, và lúc đấy thì Kim Hương cũng chưa hiểu về về thải độc, thế là mình không cho mẹ dùng thải độc đâu, chỉ dùng sản phẩm để duy trì sức khỏe thôi. Nhưng mà mọi người, khi mà bị Covid ấy, thì chất độc trong người rất là nhiều, thì mẹ mình lại bị vào viện nữa. Vào viện thì cái lúc mà bà bị Covid mà em Hoa về chăm bị Covid là mình lại lo một lần, lo đến 90, mình nghĩ là 90% mẹ mình đai đợt này rồi, bởi vì bà đang yếu như thế, đang mệt như thế, lại mắc Covid nữa. Tại vì khi mà bị men tim cao là người nó rất yếu cả nhà. Thế sau khoảng 4 tháng hậu Covid rồi thì men tim nặng và mẹ mình rất là mệt. Thế thì khi mà vào ấy thì mình rất là lo. Thế nhưng mà mình lúc đấy là dùng thải độc luôn, dùng thải độc liều cao luôn. Và khi mà mẹ
phát qua được cái lần đấy thì sau sau đến 3 tháng thì em Hoa về chăm đến từ Tết đến giờ ấy. Thì hôm vừa rồi là cho mẹ mình đi khám ở bác sĩ bệnh viện tim ấy, thì bác sĩ bảo chứ lúc trước ấy là không dám cho bà đi Sài Gòn đâu, hỏi là lúc đám cưới con em Hồng ấy, bảo mẹ cả cháu có đi được không, bảo chứ tốt nhất ấy là nếu mà cho bà đi thì chuẩn bị kèn tí to tí te trước đi. Bác sĩ bảo thế, bây giờ cho bà không nằm viện đã là tốt lắm rồi, còn nghĩ đi đâu nữa. Thế mà 3 tháng ở nhà, sau 3 tháng dùng sản phẩm đúng đủ đều chứ, em Hoa chăm rất là nhiệt tình ấy, thì vừa ăn thực phẩm sức ăn thức năng và vừa uống sản phẩm của Siberi và một số thuốc để điều trị của Tây y nữa, vì bác sĩ Phương là một cái người rất là giỏi. Mọi người cứ đánh vào phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương ấy, trên web thì sẽ biết là phó viện trưởng viện tim ấy, thì biết là bác ấy rất là giỏi. Và sau 3 tháng thì hôm vừa rồi đi khám lại thì bác sĩ bảo chứ mẹ mẹ nói đùa, mẹ bảo hôm rồi mẹ em bảo là mẹ em đi Tây Ban Nha cũng được bác sĩ ạ. À, thế bác sĩ kiểu ừ bây giờ bà đi Tây Ban Nha cũng được, bà tiến triển lắm, bà tuyệt vời. Bây giờ uống cả tháng hết có 400.000 tiền thuốc được cả nhà, mà thuốc thì nó rất là bình thường đấy. Thế thì cái kết quả nó là vi diệu, và mình biết là khi vào Siberia nó là cái duyên cái phước cả nhà. Mà Kim Hương thấy cái phước của nhà Kim Hương quá lớn để biết đến Siberia, vì mẹ mình là 3 4 lần thập tử nhất sinh chứ không phải một lần ạ. À, và cái câu chuyện của chồng mình cũng thế, tất cả mọi người vào đây ấy, thì Kim Hương thấy là đúng là cái phước, nếu như mà ai đón nhận nó được thì là chắc là mình phải tích phước lâu lắm rồi. Và khi mà nhà Kim Hương đã trải qua những câu chuyện như thế thì Kim Hương thấy là con người Siberia ở đây ấy, chúng ta làm là vì cái tâm, và khi mà chúng ta trải nghiệm sản phẩm chúng ta thấy tốt, chúng ta chia sẻ để giúp đỡ người khác mà ai đón nhận được ấy cũng là cái phước của người ta. Còn những người mà không đón nhận được thì chắc là phước chưa đủ lớn đâu ạ. Cũng giống như là bác sĩ Phương ấy, đi tìm tứ phương bình đình khắp nơi để tìm ra một giải pháp cho mình đúng không ạ, để khỏi phải mổ. Vì mỗi lần mổ cơ thể mình nó nát tan ra nó đau lớn lắm chứ, mà mổ đi mổ lại thì cái vết thương đấy nó sẽ bị, cái vết thương mà đã mổ đi mổ lại thì nó rất là khủng khiếp cả nhà, bởi vì cái da nó đã liền lại rồi mà nó bị chai lại rồi, mà mổ rạch nó ra để nó lại liền lại thì mọi người tưởng tượng xem, mình chỉ đứt cái tay thôi nó đã là khổ lắm rồi. Thế mà khi mà có một cái giải pháp của Siberia như thế thì có phải là có phước không ạ, tích phước 7 đời ấy ạ. Và biết ơn bác sĩ Phương đã cho Kim Hương chia sẻ, biết ơn cả nhà đã nghe Kim Hương hôm nay ngành rất là tuyệt vời được chia Cảm sẻ ở ơn đây. Kim Hương rất là nhiều, và thấy rằng là đấy cũng lại một cái giá trị nữa của Siri. Và chúng ta thấy rằng là gì, khi chúng ta bước vào Siri Phương cũng đồng lòng với Kim Hương, đó là cho chúng ta cái giá trị trong chăm sóc, trước hết là anh em ngủ. Ôi, bác sĩ Phương ơi bật lại, bác sĩ Phương ơi bật lại mic kia, em tắt nhầm vì nhiều người mở quá. Khi mà cái giá trị cho mình rồi, thêm một cái giá trị nữa mà anh em thấy rằng là ta không chỉ chăm sóc cho mỗi mình đâu, mình trở nên ngày càng đẹp hơn, mình trở nên càng ngày càng khỏe hơn, thì bên cạnh mình vẫn cái lan tỏa cái người bên cạnh mình, như Kim Hương vừa nói là đến bố đến mẹ, và Phương là người hạnh phúc lắm. Phương à, lúc nào bố mẹ Phương cứ nhìn thấy Phương ốm là cứ lúc nào, thứ nhất là cái Phương là bệnh tật nó cứ kéo dài như vậy, cứ lúc nào cũng thương. Thế nhưng bây giờ Phương lại thấy rằng là Phương khỏe hơn, và Phương lại bắt đầu với là mẹ ơi bố ơi cùng với con. Và bố mẹ Phương năm nay đã ngoài 90 tuổi rồi, nhưng mà khi có Siri thì Phương cũng hạnh phúc vô cùng. Là bao nhiêu năm mình là một bác sĩ, mình đi công tác, mình đi xa, mình không được ở gần bố mẹ, thì bây giờ đến lúc mà bố mẹ già rồi, 90 tuổi rồi, thì bố Phương đã bị bệnh tiểu đường cách đây là 30 năm rồi. Và khi xuống với Phương là lúc này kiểm tra chức năng thận kém rồi, chức năng thận của ông đã bắt đầu dấu hiệu suy vì dùng cái thuốc tiểu đường nó quá nhiều. Thế và bắt đầu phải tiêm insulin rồi. Các bác sĩ chuyên ngành bảo chị ơi thôi chị ạ, đừng cho dùng cái metformin nữa, mà phải bây giờ chị phải dùng sang cái tiêm insulin thôi. Thì ông 90 tuổi ông sợ đau lắm, không phải như Phương. Phương người giống mẹ là Phương không có sợ đau. Lúc nào mọi người cứ thấy rằng là cứ đến chỗ của Phương là tiêm cho Phương là Phương không đau, cứ thoải mái đi, thay cũng không sao, tất cả Phương thoải mái. Nhưng ông là sợ lắm, cái mũi kim tiêm mà cái mũi tiểu đường ấy, cái kim nó bé tí thôi mà coi người ông cứ cong nó cả lên, bảo bố ơi con đã chọn cho bố cái loại kim quá bé rồi mà con chỉ đưa vào con một tí thôi, nhưng mà rồi ông cũng gồng người lên này, cứ bảo bố cứ từ từ, bố mềm bố thả lỏng cho con. Nhưng bố bảo Phương ơi tôi bây giờ cái người bố nát hết rồi. Thế và anh em biết tại sao, khi Phương có CV rồi, Phương dùng toàn bộ các cái sản phẩm nó có hỗ trợ cho tiểu đường mà hạnh phúc lắm. Lúc đầu bây giờ Glucobox mới có, còn không thì Phương dùng cái như bạn Hương vừa nói, chỉ có một gói trà thôi. Trà của mẹ Hương là trà hô hấp, còn trà của bên bố với mẹ Phương là trà tiểu đường. Đã thấy ông bà đã dễ chịu rồi. Tiếp nữa Phương dùng thêm cái lim
inulin, thế là đã điều hòa đường rồi. Tiếp nữa là Phương dùng cái lipasa nó điều chỉnh đường rồi. Tiếp nữa Phương dùng cái gói cái zogâu dùng cho những người ăn kiêng điều hòa đường đã là tốt rồi. Tiếp nữa bây giờ có glucobox nữa, và anh em biết tại sao Phương đã không dùng, và cách đây 5 tháng nay là Phương không có phải tiêm cho ông nữa, và giờ chỉ có uống Siri thôi, và uống một cái viên cái tiểu đường của Tây Y, cái đấy thì chúng ta không bỏ. Nhưng mà bây giờ đường huyết lúc nào cũng 5,6, 6,7, 6,8, 6,9. Nhưng Phương vẫn nói bố Phương rằng bố ơi, cứ dưới 7 phẩy là bố yên tâm, và từ nay bố cũng phải tiêm nữa. Là bố Phương cứ sung sướng lắm. Có những một số các anh em đồng nghiệp mà vào còn phỏng vấn hộ mà, cũng bảo bố, bố có sướng không? Bảo bố sướng lắm, bố ơn con, bố ơn Siberi. Và nếu như có diễn đàn là cho bố nói, và có những cái diễn đàn của bên nhóm đội nhóm Phương là ông còn vào nói chuyện, chia sẻ trên Zoom mà. Vậy thì 90 tuổi còn long lanh cành đào như thế mọi người ạ. Có Siri nó xịn như thế. Và giờ yêu đời vẫn giúp con quét nhà, vẫn giúp con lau nhà, vẫn giúp con bổ củi, vẫn giúp con công việc. Tại vì ông Phương ở trên trang trại, Phương có một cái trang trại nữa, cho nên là cả ông bà làm vườn làm tặng cũng là thứ rất là tốt. Mẹ Phương cũng thế. Một người là vừa huyết áp này, vừa tiểu đường này, vừa bệnh tim này, vừa sỏi mật này. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng là rất tiêu tan. Nhưng lúc đầu bà cũng rất là lo. Có người nói là bà ơi, cái này là Siri là không biết là bà thấy con Phương nhà bà nó làm, bà sợ con nó bị lừa. Thế bảo thế bây giờ bà bị lừa, bà thấy bà bị lừa như thế nào? Bảo bà chỉ bị lừa mất hết bệnh rồi. Đấy, như vậy anh em thấy sướng lắm, cái lừa mà lại coi như nó lừa mình, nó lừa mất hết bệnh rồi. Thì đấy là hôm nay một cái giá trị nữa mà cho những khi người cha, người mẹ mình nói đến cái sản phẩm này thì hơn lúc nào hết Phương tự hào luôn này. Phương tự hào về Siri, Phương yêu Siri mãnh liệt, Phương ơn Siri. Đấy. Và để hôm nay nói đến cái giá trị của Siri thì không còn có cái gì mà để mô tả được. Và có những lúc Phương cũng nói là trong con người Phương máu của Siri. Và nên nói đến Siri thì lại nói đến sản phẩm, mà các sản phẩm là huyết mạch của Siri. Thì hôm nay Phương lại được một cái đề tài, đó là giá trị của Siri. Thì chúng ta nghe chúng đã thấy rất nhiều rồi. Thì anh em có thể cho Phương vài câu chuyện nữa, và sau đó chúng ta sẽ đúc kết mấy cái giá trị của Siri. Chúng ta chốt lại ơi, một... Trần Hoa. Rồi, xin cảm ơn, yêu Trần Hoa quá. Rồi, Phương mời Trần Hoa. Xin cảm ơn lắm rồi đấy. Rồi. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Phương. Một người chị xin gọi là chị Phương, bởi vì chị là một người rất là thân thiện, sống cho đi. Và qua câu chuyện của chị thì lại, mặc dù rất là mới biết được chị thôi qua trại lãnh đạo, và từ trại lãnh đạo thì chúng ta lại được trở thành chị em với nhau. Không có một cái giá, đó cũng là một cái giá trị, đó cũng là nhờ cái giá trị trong CVD. Nếu không có CVD thì chúng em không được gặp chị. Nếu không có CVD thì chúng em không được đón nhận từ kiến thức ở chị. Rất biết ơn chị, rất biết ơn chị. Em cũng xin được chia sẻ về cái giá trị của CVD. Lúc nãy đến giờ, xin chào cả nhà. Tôi là Trần Thị Hoa, tôi đang ở thị trường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước khi đến với CBD thì tôi cũng là một công chức nhà nước trong ngành giáo dục 30 năm. Thì cơ duyên đến biết đến CBD cũng là một cái cơ duyên để đầu tiên là tìm về sức khỏe, về cái chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình. Thì trong lúc loay hoay mấy chục năm nay thì tôi đã gặp được người bạn, và nhờ người bạn thì tôi đã đến với tập đoàn CBD. Và nhờ CBD thì tôi lại đón được, nhận được rất nhiều cái giá trị ở đây. Lúc nãy đến giờ thì bác sĩ Phương cũng như chị Kim Hương cũng đã cho ta những cái giá trị, và qua những cái câu chuyện rất thật từ đáy lòng, từ trái tim về cái giá trị của CBD, thì Hoa, bản thân Hoa cũng được dâng trào bởi vì cảm xúc, bởi vì được những cái là người đã được những cái từng trải những cái giá trị đó, và nhờ cái giá trị này thì chắc chắn ở CBD thì có. Tại sao lại được như vậy? Tại sao CBD lại được như vậy? Bởi vì cái giá trị cốt lõi nhất đó là cái giá trị về cộng đồng, giá trị về cái cộng đồng ở đây. Tại sao một hàng ngày chúng ta lại đón được hàng ngàn người vào CBD? Bởi vì chỉ có CBD. CBD có những cái nó độc quyền mà nhiều cái khác không có được, cũng là thực phẩm chức năng ở CBD, nhưng cũng là thực phẩm chức năng có rất nhiều hàng ngàn thứ ở trên xã hội này. Nhưng ở CBD, bởi vì Hoa đón nhận qua được học
qua được trải nghiệm. Thì tại sao? Bởi vì CBD có những cái ưu việt, có 5 cái ưu việt chính, đó là những nơi khác không có được. Đó là cái đào thải, cái đào thải ở CBD, đó là cái thanh lọc ở CBD, thanh lọc từ bên ngoài đến thanh lọc từ đến trong máu đó. Và nhờ cái thanh lọc đó thì mới có những cái kết quả đáng giá như vậy. Và nhờ cái hoạt tính sinh học của CBD, của sản phẩm CBD, và nhờ cái mà nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể, như bác sĩ CBD nhờ sản phẩm đó nâng cao sức đề kháng, và tự con người mình tự đào thải, tự hoàn thiện và tự nhanh khỏi. Trong mấy tháng mà mổ 7 lần như vậy mà được để một cái hình hài, để một sức khỏe, mà để trại lãnh đạo mà tham gia với những cái em mà 18, 20 tuổi thì phải nói là cực đỉnh đó. Và nhờ cái trung hòa gốc tự do đó. Và tại sao nhiều người nghe thì nghe giống như kiểu mà nói thật lòng mà nói, lúc đầu mà nghe thì Khoa nghe cảm thấy như mơ hồ, mà cảm thấy nó có cái gì đó nó giả giả. Nhưng phải nói là khi mà trải nghiệm được thì đúng là những cái kết quả vi diệu đưa đến cho chúng ta, thì chúng ta càng khâm phục, khẩu phục và càng biết ơn ở CBD. Và nhờ cái cân bằng nhịp sinh học trong cái sản phẩm này đó, tất cả những cái đó là nhờ một cái tập thể của bác sĩ, 100 nhà khoa học đã nghiên cứu ra và đã bóc tách ra và đã đưa lại cho ta những cái sản phẩm mà dù một cái viên dopamine cũng giải quyết những vấn đề cho ta đó. Dùng một cái gói trà rất là đơn giản, có 3.000 thôi, nhưng mà tối ta uống, sáng mai ta cảm nhận được liền. Thì đó là những cái giá trị về sản phẩm của CBD đưa lại những kết quả vô đối, đưa lại những cái kết quả vi diệu và đưa lại cho hàng ngàn con người trên đất nước Việt Nam mình. Và cũng nhờ cái đó, là cái gốc từ cái đó mà chúng ta đã được có những giá trị tiếp theo, đó là giá trị kết nối trong cộng đồng. Giá trị tiếp theo nữa là giá trị là giải quyết được hàng ngàn ngàn cái là cái lao động cho đất nước Việt Nam mình. Và giải quyết được cái áp lực áp tải trong bệnh viện. Đó, bây giờ những con người dùng CBD là những con người đã dần dần đẩy xa bệnh viện rồi, đúng cả nhà. Riêng Hoa thì trước đây là đi cấp cứu, ví dụ như Hoa bị rối loạn tiền đình, đi cấp cứu suốt, đang đi làm ở trường, nhưng mà nghe khi nào mà bị rối loạn tiền đình là chồng hoặc là cháu đưa đi cấp cứu. Đó, nó bây giờ là một năm nay không biết đau đầu là cái gì, không biết rối loạn tiền đình là cái gì. Rồi Hoa cũng bị là suy giãn tĩnh mạch nông và sâu, cũng đi bệnh viện, bác sĩ Phương cũng đi bệnh viện, rồi bác sĩ có khuyên là đi hai đôi vớ, mua hai đôi vớ cho mình. Ai mà suy giãn tĩnh mạch thì biết là phải dùng đến vớ để cho nó đỡ sưng ra. Nhưng mà tối về thì vẫn là gác chân lên trên trời, nó rít rít đó. Và ngồi một lúc lâu mà mình ngồi làm báo cáo hoặc ngồi cái gì là chiều về là giống như kiểu mà người thì người của mình mà chân thì chân của ai vậy đó, nó sưng lên đó. Và nhờ cái sản phẩm của CBD, có một cái hộp ship test bóc với là cái sản phẩm mà chuyên về cái giãn tĩnh mạch, thì Hoa đã giải quyết trong vòng mấy tháng. Và Hoa cũng lại có cái trị nội, mà không là chủ tâm, lúc đó chưa chủ tâm trị nội đâu, mà giải quyết cái thoái hóa đốt sống, thoái hóa đốt sống L3, L5, L7 và cái suy giãn tĩnh mạch, thì tự nhiên cái trị nội lại mất đó. Sau khi thắc mắc, ôi em đâu đã dùng cái trị nội, em chưa chữa cái đó mà tự nhiên cái đó mất, thì cũng được chuyên môn về bác sĩ giải thích. Bởi vì khi em dùng cái suy giãn tĩnh mạch đó là dùng đến cái tĩnh mạch, những sản phẩm liên quan đến tĩnh mạch, thì khi sản phẩm liên quan đến tĩnh mạch thì trị nội của em liên quan đến tĩnh mạch, thì đó là nó đẩy, nó có những cái mà nó biến mất, hoặc là cái dị ứng, hoặc là cái viêm họng hạt đó, không điều trị cái đó đâu cả nhà, nhưng tự nhiên nó biến mất. Bởi vì nhờ cái đề kháng của mình được nâng lên, và trong cái sản phẩm đó nó tổng hợp, nó có cái đào thải, nó có cái hồi phục, nó có cái năng lượng, nó hồi phục lại những cái cơ thể mình thiếu và thừa, thì Hoa mới được có càng ngày càng trẻ đẹp. Giờ sướng nhất là đi ra ai cũng ô hôm nay mày đẹp vậy, ô hôm nay sao trẻ đẹp vậy, sướng lắm. Và cái sướng đó lại làm cho mình cái tinh thần khi nào cũng soi trước
kiếng là cứ cười tỉnh. Và cái sướng nữa là mình được càng ngày càng được chồng yêu hơn đó. Và chính vì cái đó nó lại liên quan đấy, chúng nhờ cái sản phẩm này, nhờ cái sức khỏe, nhờ cái môi trường, và đặc biệt là nhờ cái giải quyết được hàng vạn người bị viêm màng túi. Cái đó cũng là cái liên quan đến cái giá trị rất đích thực. Tưởng chừng là đơn giản nhưng cái đó nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Đó, đúng cả nhà. Đó là những giá trị mà chúng ta nhận được. Xin cảm ơn bác sĩ Phương. Để Hoa xin nhường lời lại cho người khác chia sẻ. Xin cảm ơn cả nhà. Ông Long. Bác Long chờ Phương tí. Bác Long chờ Phương tí. Phương hay quá. Của Hoa đã nói lên cho chúng mình rất nhiều rồi. Hay thế. Anh em sẽ thấy rằng là Hoa đã nói lên hết rồi các cái phần giá trị rồi. Phương chỉ chốt lại một tí nữa để anh em nhớ cho Phương thôi. Sibri đấy, cái giá trị hay thế. Thì có những cái độc tố gái là có những cái loại độc cháu cho ra. Có những cái mà nó thừa, cháu đẩy ra hết. Cái nào thiếu cháu đẩy vào. Sibri nó hay thế. Cháu đơn giản lắm, cháu không làm gì cao siêu cả. Đấy, nó cứ thừa cho ra, thiếu cho lại nhặt vào. Đấy, nhẹ nhàng như không có ảnh hưởng gì. Thế rồi là gì, nó cung cấp chất như thế rồi. Nó làm cho mình rằng là nó lại thăng lọc cho mình. Những cái độc như vào nó lại giúp cho cơ thể mình cân chỉnh lại. Thế và anh em nhìn thấy rằng là mọi người bố sau cái chán hôm nay bóng chả thấy nhăn gì cả. Đấy, như vậy là thấy là nó cũng ngược lại, chè lại đẹp ra. Đấy, càng ngày càng đẹp. Vậy thì nó đã bắt đầu cho chúng ta cái giá trị đấy rồi. Thêm một cái giá trị nữa đó là nó nâng cái sức đề kháng. Khỏe vô cùng anh em ạ, khỏe lắm. Tối hôm qua anh em biết tại sao Phương vào Zoom Bắc Minh xong anh em nói chuyện 12 giờ hơn. Tối qua cũng vẫn căn chăn trở không ngủ được nhưng sáng nay tỉnh như không và thấy nó rất khỏe. Vậy chúng cho chúng ta một cái sức mạnh nữa. Vậy thì cái giá trị là nó tanh lọc rồi, đưa các cái độc tố ra ngoài rồi, đưa các cái yếu tố vitamin lượng cần thiết đưa vào rồi, nó cho chúng ta các cái chất vi lượng quan trọng, các siêu tiêu vitamin đưa vào hết đúng không? Và chúng ta thấy rằng là nó là những cái vi lượng cần thiết bao đến nơi cơ thể mình khỏe, tăng cái thêm chuyển hóa lên. Thế là thấy cơ thể mình tốt. Đã cơ thể mình tốt, nó tăng sức đề kháng cho mình. Có nó trung hòa các gốc tự do. Cho nên như bạn Hoa nói là hôm nay mà có gió, có nào con vi khuẩn kiểu gì nó bay qua đây thì đến đây là coi như là muỗi đốt inox bật ra luôn. Tôi có Sibri rồi, đừng có nói là muỗi hay còn gọi là dĩn nữa. Đấy, cũng là muỗi nhỏ nữa là chuyển sang dĩn nhỏ nữa là không có là cái muỗi dĩn gì cả. Đấy, Sibri cho chúng ta những cái giá trị như vậy. Thêm nữa là gì? Úi dồi ôi, nó trẻ hóa tế bào. Đấy như Hoa, úi dồi nhìn như bà nội, bà ngoại rồi mà trông bây giờ Phương lại nhìn như trông khoảng ngoài 30 thôi. Đấy, khoảng 35 thôi. Trông nhìn đằng sau thì chết. Rồi đông anh chết, nhiều anh bị thương, bao nhiêu anh xếp hàng. Hoa không tính quay lại. Đấy, đây, mùa xuân đã cao rồi đấy. Đấy thì chúng ta thấy Sibri là nó đã cho chúng ta những cái điều mà hạnh phúc đến như thế. Đấy là nhỏ nhỏ thế thôi. Đôi khi như những giọt máu li ti trở về tim vĩ đại. Không cần cái gì lớn lắm hết. Thêm một cái vấn đề nữa là gì? Khi uống vào tư tưởng nó tự nhiên nó thả xuống, nó trung xuống và không căng thẳng nữa. Ngày xưa có cái vấn đề gì về thôi thì lông mày thì cũng lông mi xòe. Nhưng bây giờ có Siri nhẹ nhàng. Đấy bảo, ôi mẹ hôm nay sao này? Bảo, ừ, chờ mẹ tí. Ví dụ thế, chồng bảo cái gì bảo, anh chờ em tí. Thế sao hôm nay em này bảo, ôi dù em lại quên lại. Ví dụ thế, cái này cho mình cái điều hòa thần kinh. Mình không có căng thẳng nữa mà mình quản trị cảm xúc rất là tốt. Do mình dùng, vì trong con người mình khỏe mà. Mình không thấy nó mệt mỏi gì cả. Mình không thấy có cái gì nó bứt rứt gì cả. Thế là mình tự nhiên mình thấy thoải mái. Thế rồi là anh ơi, ví dụ thế thỉnh thoảng có gợi ý tí, anh ơi, đấy là mình hiểu ý rồi. Như vậy cuốc đất của cuộc vật bông bình thường. Như vậy Siri nó cho mình những cái giá trị như thế. Và Phương lại ghi nhận thêm ở Hoa thêm nữa đó là cái viêm màng túi mà cho mình rất là lại ngoài uống mà mồm rồi, xin lỗi anh em uống vào rồi mà chúng ta lại vẫn có tiền. Ngày xưa thì uống bao nhiêu mất tiền bấy nhiêu và tiền cứ ra đi như thế thôi. Họ bảo là không uống không đau thì làm giàu mấy chốc, cứ uống đau tiền thì cứ đội nón ra đi. Thì giờ bây giờ lại vào Siri uống rồi lại chia sẻ kể bảo ôi Hoa ơi chị uống cái này chị lại khỏe, thế rồi là Hoa cũng lại uống theo chị, thế rồi là mẹ Hoa cũng uống theo chị, mọi người cũng uống theo chị. Thế hiểu thấy rằng là cả nhà khỏe, tiền lại có, không có viêm vùng gì nữa, thế và chúng ta lại có sức khỏe. Thế rồi tình nó cứ nhân lên. Mà sao yêu thế, Phương, anh em thấy rằng là ta đi các cái trại lãnh đạo hoặc là đi rích kem ấy. Ôi dồi, ôm má kề má, vai kề vai. Ngày xưa thì xin lỗi chuyển sang cảm ơn, lấy đâu ra. Tự nhiên trông người lạ thì cứ ôm tới bến. Ôm lại tì vào này là còn phải chạm tí, phải bóp một tí, phải chạm một tí. Đấy cái tình nó như thế anh em ạ. Chỉ có Siri thôi. Không có cái môi trường nào mà nó lại giữ như cái môi trường này. Hạnh phúc vô biên luôn. Có việc mà
biết nói gì, như là sung sướng, chồng cũng sướng, mà mình cũng sướng, con cũng sướng, và cả dòng họ mình sướng. Vậy thì Siri nó yêu đến như thế anh em ạ. Thế rồi ngày xưa thì cũng có hết rằng là cảm giác là bây giờ yêu như là tình yêu đầu đời á ha, đấy bây giờ tung tăng các thứ vì có Siri mà. Thế rồi là được phấn khởi mà, thế nó cũng nhảy tung tăng, còn là gọi là yêu như điên như dại, yêu trở nên ngông cuồng và cảm nhận yêu như thế, đúng không? Thì đấy là cũng là nhờ vào Siri. Thế bảo hôm nay thật sự là Phương sướng ở cái chỗ giá trị của Siri, nó mênh mông bể sở luôn. Thế Phương để Phương lại thương xin Phương nhớ ra rồi, Phương nhìn thấy Bác Long. Dạ Phương mời Bác Long ạ. Đấy, không có Phương nhìn thấy Bác Long là Phương cứ lại mất thời gian. À, cứ xin cảm ơn bác. À, Phương mời bác chia sẻ ạ. Chào tất cả mọi người và cảm ơn mọi người để chia sẻ hôm nay và tham dự hôm nay, thật là tuyệt vời. À, không tin nổi, chú đúng là sự thật. Bệnh mất rồi, cả tôi nụ cười tươi và hạnh phúc muôn nơi chào đón. Tôi hôm nay được gặp tất cả mọi người khắp mọi nơi, thật sung sướng. Thì cũng chắc là xin giới thiệu nhiều người trước biệt tôi. Tôi là Trần Văn Long, ở thị trường Nghệ An, năm nay 71 tuổi. Tôi được rất gặp may, được vào CBL và được sinh hoạt cùng với anh chị em trong hệ thống này. Thì thưa vì anh chị em nói về sản phẩm của CBL thì nhìn vào hình thức bản thân tôi thì anh chị em cũng thấy hiện nay là rất khỏe. Và nghề của ta là nghề kinh doanh, nhưng mà khi đi kinh doanh thì mọi người cứ nói rằng là Bác Long bật lại mic ạ. Như vậy là trong ngày quá trình là sử dụng sản phẩm CBD thì ngày và đêm là tôi là khỏe trong người, tôi như gái 17, tôi luôn là ca hát và tôi thì hay làm thơ và ca hát, thì tôi xin thử làm một lần thơ xem sao. Khỏe vui thì mới có nụ cười, ánh mắt rực sáng như mặt trời quanh năm, khỏe vui mới đẹp nụ cười, gương mặt rạng rỡ như trăng rằm nguy nga. Yêu ta trước, yêu ta mẹ vợ con cha người thân bầu bạn, bao la cả đất trời cả các bạn ở đây. Khỏe, yêu mới có nụ cười, vươn lên lột xác như hồ rời thoát gông, bên nhau theo nhau, tay nằm cộng đồng, cùng nhau góp sức quyết không khổ nghèo, theo nhau đi du lịch ngắm sao trăng treo, nắm tay hợp tác thì thoát nghèo vượt gai, thoát nghèo vượt chông. Cho nên nó cái khỏe, nó vui, cái khỏe nó rất sung sướng. Và tôi cũng làm một bài hát là về Sibirica, xin hát để mặc dù không cầm đàn. Sibiria trong nước Nga vĩ đại, đất rộng dài trăng thải đất nguyên sơ, thu cứng rừng cây với cỏ, điếp điếp trông được nhân loại tin yêu dùng nổi tiếng vang ca chung. Siberia tuyệt vời hào hứng, Siberia chỗ đừng nghiêng cả địa cầu, Siberia kẻ khoe trông tôi già, mau tim này chia sẻ bạn gần đi xa, sang vung tay chào đất trời hưởng mùi thơm thao là năng lượng từ người đã làm cuộc đời tôi mạnh mẽ. Ok, nhiều người khỏe, sáng mắt ra. Vậy là bác có xin 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 xin
Đấy, anh em thấy rằng là lời ca tiếng hát, khi chúng ta có tâm hồn, khi chúng ta sức khỏe mới hát lên được, khi chúng ta vui chúng ta mới có làm thơ được, khi chúng ta có tâm hồn lay động chúng ta mới làm thơ được. Đấy, cho nên là Phương thấy rằng là Siri đã mang đến cái chất, và hôm nay cuộc sống chất lượng không chỉ còn cơm ngon và áo đẹp, cuộc sống còn cho sức khỏe, và sức khỏe cho chúng ta nguồn vui. Và rất là yêu cảm ơn bác Long, và cũng mong bác có sức khỏe dồi dào, và bác có Siri sẽ là cái giúp cho bác thêm nghị lực nữa, và cũng là trên cái con đường chinh phục các cái nấc thang của Siri. Và ở đây Phương cũng đã nhìn thấy nãy có anh Lâm, anh cũng có muốn chia sẻ với chúng ta, thì Phương xin mời anh Lâm ạ. Anh Vũ Lâm ạ. Cảm ơn chị Phương. Chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phong Việt, xin chào tất cả anh chị. Tôi là Vũ Lâm đến từ Vũng Tàu. Thời gian còn nhiều, xin phép tôi không được giới thiệu thêm bản thân nữa. Tôi chỉ xin chia sẻ một chút liên quan đến cái chủ đề hôm nay, đó là cái chủ đề giá trị của Siri. Và giá trị của Siri thì mọi người đều biết nó có rất nhiều giá trị, trong đó có các giá trị hữu hình và giá trị vô hình. Và một trong những cái giá trị hữu hình ở đây thì hiện diện trên hơn 270 mấy con người, là chúng ta đều là sản phẩm của sản phẩm, mỗi người đều có một câu chuyện sử dụng sản phẩm và kết quả sử dụng, đặc biệt là câu chuyện của bác sĩ Phương, với lại câu chuyện của tất cả các anh các chị ở đây. Và ngày cuối tuần này thì thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phan Nguyệt đang đi ra ngoài miền Bắc, và Lâm đang rất háo hức để đón thủ lĩnh Vàng Quốc gia về quê hương Hải Dương của mình. Cũng mời bác sĩ Thanh Thịnh, và hiện đây Lâm sẽ cũng rất mong muốn nếu như bác sĩ Phương sắp xếp được thời gian thì mời bác sĩ Phương về quê hương của Lâm. Bởi vì mục đích của Lâm ở đây không phải là gì mà lớn lao, mà chỉ là muốn thay đổi cái thói quen của một người dân vùng quê nghèo mà rất nhiều bệnh tật. Và rõ ràng đây là một cái giá trị hữu hình của Siri mà Lâm muốn nói ở đây, đó là cái giá trị giáo dục cộng đồng. Tức là làm sao để chúng ta lan tỏa cái giá trị này, giúp cho nhiều người biết đến cái một cái dinh dưỡng liệu pháp, tức là một cái cách chăm sóc sức khỏe tự động mà chỉ có thể ở những cái môi trường như Siri mang lại. Và rõ ràng thì Lâm cũng muốn mượn một cái câu nói rất là hay, nghĩa là Lâm hơi tế một chút, tức là hạnh phúc thì chỉ là sự thỏa mãn của những cái lỗ. Và đó là một trong những cái nói về xét về góc độ sinh học ấy, thì rõ ràng là như bác sĩ Phương cũng đã nói là bệnh thì từ miệng mà vào, nhưng mà rõ ràng cuộc sống hiện tại chúng ta thì không những là từ miệng nữa, mà nó cả từ mắt, từ tai, tức là nó vào bằng rất nhiều đường, và nó tạo chính cái stress là nó cũng là gây ra rất nhiều nguyên nhân gây bệnh. Và chính là cái tất cả những cái bệnh mãn tính không lây hay bệnh nào đấy thì nó đều xuất phát cái nguyên nhân gốc là đều được sự thiếu hiểu biết về cái những cái mình đưa vào cơ thể mình. Và để thay đổi được cái thiếu hiểu biết đấy thì chỉ bằng cách là giáo dục cộng đồng thì mới thay đổi được cái gốc rễ của vấn đề. Và cái tính Siri, những sản phẩm Siri là những sản phẩm sạch. Thì ngoài người ta biết đến Siri thì người ta biết đến những sản phẩm sạch khác nữa. Và khi sử dụng những sản phẩm sạch thì chúng ta sẽ không thải ra cái môi trường này một cái lượng hóa chất để ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí, là những cái môi trường mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta hiện tại, và ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta tương lai và các thế hệ sau này nữa. Thì khi sử dụng các sản phẩm Siri thì đó sẽ giải quyết được cái gốc của vấn đề là liên quan đến vấn đề về môi trường. Đấy là một trong, Lâm nghĩ là một trong những giá trị mà rất là lớn của Siri. Lâm mượn một cái câu đọc cái đây rất lâu rồi, là cái câu người ta viết rất hay là đã đến lúc con người phải trả giá cho hành động của mình với mẹ thiên nhiên. Tức là chúng ta từ trước đến giờ chúng ta đang khai thác và sử dụng tất cả những cái là hiện đại, chúng ta tàn phá môi trường này, thì chúng ta đang phải trả giá cho nó rất là nhiều. Đó là bằng chứng là rất nhiều người bị bệnh và những bệnh hiểm nghèo nữa, và đều là liên quan đến thói quen sống. Và thói quen sống đấy là thói quen chúng ta đang phải trả giá cho bà mẹ thiên nhiên, chúng ta đã khai thác từ nó và chúng ta tàn phá nó. Và Siri chính là một cái biện pháp tuyệt vời, một trong những cái sản đưa ra những cái sản phẩm xanh sạch để cho con người thay đổi được thói quen. Và bên cạnh đó thì nó biết sử dụng sản phẩm Siri, biết đến những câu chuyện của Siri và biết đến cái giá trị giáo dục cộng đồng của Siri, thì đây mới là một trong những giá trị mà Lâm nghĩ nó là một trong những giá trị lớn nhất xuyên suốt và nó còn trường tồn mãi mãi. Xin cảm ơn bác sĩ Phương, xin cảm ơn các anh chị lắng nghe, xin chào. Và cũng xin phép là bác sĩ Phương với lại các anh chị hôm nay ghi được cái câu này thì Lâm cũng sẽ xin được chia sẻ trong cái buổi
Lâm về quê ngày tới này, chắc là bác sĩ Phương sẽ đồng ý ạ. Vâng, Phương rất là cảm ơn cái thỉnh tình của anh Lâm, Phương cũng sẽ sắp xếp. Tối hôm qua thì Phương cũng đã nhận được thông tin từ bạn của Phương là bác sĩ Thanh Thịnh, thì trên Thái Nguyên Phương sẽ sắp xếp, và trên cái này là cũng là cơ hội mà, đây là cơ hội Sibri, Phương sẽ sắp xếp và sau đó thì cái lịch Phương sẽ báo lại với chị, với Thanh Thịnh, rồi là sẽ cho mọi người nắm bắt được cái lịch và Phương sẽ cụ thể với mọi người. Rồi xin rất là cảm ơn anh Vũ Lâm. Và bây giờ thì cái phần giá trị Phương lại muốn đề cập thêm một chút nữa, đó là nếu như thời gian thì chỉ còn có 2 phút nữa thôi, thế thì Phương cũng cho Phương thêm nói thêm một chút nữa. Với cái giá trị của Siri thì anh em sẽ thấy rằng là nó mang nhiều giá trị lắm, mà có thể chúng ta, nếu như cái bài này ta có thể nói trong, có thể lấy thời thời gian rất là dài, tức là trong cái thời gian rất là dài, nhưng rồi thì chúng ta cũng có thể có những lúc mà chúng ta cũng phải gọn lại. Phương muốn gọn lại một chút nữa, với cái giá trị như vậy mà để cho đạt giá trị ngày càng cao hơn, giá trị ngày càng nó cứ tăng lên, thì trong đó là cái với cái sản phẩm thì cái việc mà chúng ta phối sản phẩm, cái việc chúng ta chọn sản phẩm cũng phải có một cái kỹ năng, chứ cũng không phải là, mặc dù là chúng ta vẫn nói là như thế, nhưng nếu như chúng ta dùng trong từng trường hợp một thì nó sẽ có hiệu quả nó khác nhau, chứ không phải ai cũng giống ai. Thí dụ như hôm nay Phương uống thì không đồng nghĩa là Hoa nó cũng uống giống, Hoa cũng uống giống Phương, rồi là Thanh Thị cũng uống giống Phương, khác nhau đấy. Thế vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta phối sản phẩm, vì Siri nó có trên ba, nó có với vào Việt Nam thì gần 300 thôi, chưa đủ. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là các cái sản phẩm đấy chúng ta phối được càng tốt, càng cái tinh túy, càng nhạy bén thì nó cái hiệu quả nó càng cao hơn. Thế và một cái điều mà chúng ta thấy hạnh phúc mà các anh chị em đã đề cập, đó là Siri nó mang tính cộng đồng, từ tất cả các lứa tuổi đã dùng được rồi, già có, gái có, trai có, các lứa tuổi chúng đã dùng rồi. Rồi hôm qua anh em nghe cái phần mà chia sẻ của bác sĩ Hoàng Mỹ đấy, dùng cho tất cả, gọi lúc còn đang trong bụng mẹ, trong những một hàng ngàn ngày nằm trong bụng mẹ đã bắt đầu đã sử dụng đến Siri rồi, nhưng mà trong suốt cuộc đời là chúng ta dùng. Vậy thì chúng ta thấy càng già nữa thì chúng ta thấy rằng là làm cho chất lượng. Hôm nay mình thấy bác Long ấy, 71 tuổi bác dùng khỏe như vậy, bác lay động lòng tâm hồn của bác. Bác ho ra thơ, bác thở ra văn, bác ho xong bác lại còn hát được. Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là nó yêu đời như vậy. Thì cái cách combo sản phẩm thì anh em lưu ý cho Phương một cái điều, đó là chúng ta phải dựa trên yêu cầu nha, trên yêu cầu hay còn gọi là trên cái nhu cầu của cái khách hàng thân thiện của mình. Ví dụ anh em vào nơi bảo ui kể, nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ nói là ui cái Siri này hay lắm, cái thằng này là tốt lắm, nó hay ở chỗ nào, nó tốt ở chỗ nào, thì đôi khi chúng ta lại phải nói chia sẻ cho mọi người biết là đấy bác ơi, này cái này nó độc, nó lại đưa ra này, thiếu nó lại đưa vào này, cái này này bổ này, nó đưa các cái vitamin vào cho cơ thể bác khỏe. Ví dụ như vậy thì anh em phải phân tích và đưa cho họ và kể những câu chuyện. Còn nếu như bây giờ hôm nay mình đọc lý thuyết là cái giá trị thứ nhất của CV là một thế này thì nó đâm ra khó. Chúng ta chỉ đưa vào bảo bác ơi nó lại hay nữa bác ạ, khi uống vào ấy nó còn khỏe, nó còn trẻ, ví dụ thế. Thế thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta kể thế để họ thấy rằng là họ bắt đầu thấy yêu mình hơn. Khi họ yêu mình rồi thì yêu mình đã, trước hết là họ phải yêu mình đã. Khi mà chia sẻ Siri phải yêu mình trước đã. Thế rồi yêu mình tức là yêu cả cái bản thân, cái người của họ rồi. Nhưng họ yêu cái gọi là chắc tư vấn viên, như Phương thì gọi là yêu bác sĩ, chứ hết là vì yêu bác sĩ đã. Đấy, thế và chúng ta lại hỏi chị ơi, thế thì trong người chị có thấy vấn đề gì mà ôi chị khỏe, bảo chị ơi chị đã khỏe rồi thì phải khỏe tí nữa, chị đã long lanh rồi thì long lanh tí nữa, chị đã xịn rồi phải xịn thêm tí nữa. Đấy là những người mà khỏe mạnh không có vấn đề gì, đấy là những người cảm nhận thế nhá. Nhưng mà khi mà chúng ta vào mà kiểm tra các cái chất lượng sức khỏe, máu thì cũng tăng lên, mỡ cũng tăng lên, acid amin cũng tăng, có acid uric cũng bắt đầu tăng này, cholesterol bắt đầu tăng này, triglyceride mà không thấy, không nhìn thấy, cứ tưởng là mình vẫn khỏe. Chính vì vậy mà anh em thấy rằng là có những người họ quan tâm cứ 3 tháng, 6 tháng họ kiểm tra sức khỏe một lần, thì họ sẽ nói với anh chị em luôn, cô ơi tôi mỡ máu tăng, cô tôi bị gan, bị mỡ máu đấy, bị xơ gan đấy, vân vân, họ kể cho mình hết. Thế và anh em thấy rằng lúc này là chúng ta phối sản phẩm thôi, nhưng mà có những trường hợp họ kể như thế, nhiều bệnh như thế, nhưng không đồng nghĩa là mình nhặt được các sản phẩm cứ thế là nhặt, mà chúng ta lại thấy rằng là tùy theo từng người và tùy theo cái tình gọi là tình hình kinh tế của từng người mà anh em chọn các cái bộ sản phẩm sao cho phù hợp. Đấy, ví dụ như đây có một số các anh em chúng ta đã thấy rằng là có những cái gói mình cứ gọi vui là gói sản phẩm chỉ 1 triệu thôi, gói sản phẩm được khoảng một bộ sản phẩm 2 triệu, bộ sản phẩm 3 triệu. Không tôi thì bác cứ thoải mái đi, cứ cho tôi cái sản phẩm nó tốt đấy thì cứ cho tôi dùng. Vậy chúng ta đã biết cái bộ sản phẩm này, cho nên chúng ta nói vui là nếu mà bộ sản phẩm 1 triệu có như chúng ta là coi như là cái người mà đang đi xe máy ấy,
nhưng mà bộ sản phẩm khoảng 2 triệu giống như chúng ta đang bắt đầu là đi trên ô tô, nhưng bộ sản phẩm 3 triệu có nghĩa là ta đang đi máy bay, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ biết chọn sản phẩm, chúng ta đưa lên tùy các cái đối tượng một anh em chọn cho Phương, và chúng ta thấy rằng là thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Nhớ cho Phương là không phải là thuốc, nó chỉ là thức ăn thôi. Thức ăn này siêu sạch nha, siêu sạch nha, siêu thông minh nha. Và thế kỷ 21 chúng ta đang sống, chúng ta đang được coi như là cái hạnh phúc, một được cái đón nhận một cái nguồn dinh dưỡng lớn lao của thế kỷ, đó là Siri. Đây là thức siêu sạch, siêu thông minh của thế kỷ 21 này. Thế và chúng ta thấy rằng là càng dùng nhiều càng khỏe, càng dùng nhiều càng trẻ, càng dùng nhiều càng đẹp, càng dùng nhiều được nhiều tiền. Đấy, như vậy chúng ta thấy có những cái chốt tiền chúng ta thế. Thế phải chúng ta cứ thế là chúng ta nhặt thôi, đúng không? Thế và chúng ta lại có bộ rồi. Anh em nhớ xem là bây giờ thì cũng không có thời gian dài nữa, nhưng khi chúng ta dùng vào, anh em thấy nếu như mà trong trường hợp mà đau đầu như Thanh Hoa đấy, thế rồi là các cái bệnh lý mà coi như là các cái mạch mà nó bị tổn thương, thì chúng ta phải nhặt những cái sản phẩm, ví dụ như cái chính đó là đầu tiên là ôi nếu thế thì cái bệnh này có dư thừa rồi, phải là thanh lọc. Thế rồi là gì? Cái đau đầu phải là cải thiện cái tuần hoàn não, phải là có IQ, phải là có SIN2, phải là có healthy, ví dụ như vậy, cái tim nó mới tốt, các yếu tố vi lượng tốt đưa vào nó mới cải thiện, thì là chúng ta đã đưa vào rồi. Thêm nữa là cái mạch của mình nó giãn đàn hồi nó kém, phải là step back đấy, thì các cái mũi nhọn như vậy, hoặc là tiểu đường, bây giờ chúng ta nói kiểu gì thì kiểu, nhưng nếu như chỉ dùng đơn thuần glucobox không, hiệu quả không cao. Bắt buộc anh em phải thanh lọc cho Phương. Đấy, thí dụ anh em đi như thế, nó thanh lọc rồi thì chúng ta có những cái mà nó nâng cái sức đề kháng lên, nó cải thiện và nó phục hồi các tế bào, phải có formula 4. Ví dụ thế, làm cho tế bào tươi mới trẻ hơn, phải có Vitazec Manium. Ví dụ thế, thì anh em thấy chúng ta phải nhặt thế. Hoặc là ô tô cao huyết áp. Cao huyết áp thì cái con đường chắc chắn là gì? Từ ngày nọ sang ngày kia nó đè vào, nó làm tăng áp lực. Cao huyết áp có nghĩa là trước hết ta phải hiểu huyết áp là gì. Huyết áp là sức co bóp của quả tim này, quả tim bóp này tạo nên huyết áp tối đa. Máu bóp đi rồi thì đưa đến các cái mạch máu ở trong cơ thể. Thế và mạch máu bóp để nuôi cho cơ thể các cái mạch máu, thí dụ mạch ở tĩnh mạch ở tay này, các cái hệ mạch ở ngoại biên này, thì nó lại sức co bóp như vậy thì nó sẽ tạo nên là cái sức gọi là cái huyết áp tối thiểu. Vậy thì sức co bóp của tim tạo nên huyết áp tối đa, sức co bóp của thành mạch tạo nên huyết áp tối thiểu. Vậy thì khi huyết áp cao có nghĩa là cái tim phải bắt đầu nó tăng áp lực rồi, nó bóp rất mạnh rồi, mà nó bóp từ ngày nọ sang ngày kia, nó cứ bóp như thế thì lâu dần sẽ suy tim. Nó cứ bóp như thế tim mình sẽ suy ra. Vậy thì chúng ta thấy rằng là hàng đầu phải nghĩ đến luôn là ồ cái này thì có vấn đề về tổn thương của mạch rồi, cái này là chắc có sơ vữa mạch rồi, nó dẫn đến mất độ đàn hồi mạch rồi, anh em nghĩ thế luôn. Và cái đầu tiên chúng ta thấy rằng là quan tâm luôn các cái sản phẩm đi thẳng vào tim. Cái gì vào tim phải là pull box, cái gì vào tim phải là healthy, cái gì vào tim phải là SIN3. Thế vậy thì để muốn tim tốt nữa, tất cả cái yếu tố chạy xung quanh ngoài mua để hấp thu tốt, đưa vào tim tốt, đưa vào mạch tốt, thì phải thanh lọc tốt để cho tế bào nó trở nên là gì, sạch sẽ, đang đón nhận các cái vi lượng, các yếu tố vào cho tim. Vậy thì anh em cũng nhớ thế, hoặc là vi khớp chẳng hạn, ôi dồi ôi, năm tháng dãi dầu ra, bây giờ mưa nắng rồi, ngày năm ngày nọ sang ngày kia rồi, tuổi càng trẻ thì tạo cốt càng nhiều, tuổi càng cao lên thì tạo cốt bắt đầu chậm dần và nó kém đi. Vậy thì chúng ta lại phải đưa vào chứ, để cho cái hệ thống mà xương của mình vững chắc hơn, phải có canxi, phải có magie, phải có gì selen, phải có kẽm, phải có K2, phải có D3. Vậy thì anh em cứ nhớ như thế, là anh em cứ nhặt các sản phẩm anh em combo vào. Thế thì thời gian này cũng không có nhiều. Thế và nói đến cái giá trị, thì để cái giá trị trở nên ngày càng cao hơn, thì chúng ta biết chọn lọc các sản phẩm tùy theo cái người khách hàng thân thiện của mình, mà anh em sẽ chọn những cái sản phẩm vừa với túi tiền, vừa với tình trạng bệnh. Đấy, thế mà càng cao lên mà bệnh càng nặng hơn thì không thể nào mà chúng ta chọn ít được, thì bác ơi cố hơn một chút nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi thì bác sẽ khỏe dần lên, và bác sẽ cùng với bác sĩ, hoặc là bác sẽ cùng với tôi sẽ giúp dắt bác, gọi là chúng ta như đôi bạn cùng tiến ấy, cùng nhau cứ mỗi một ngày một chút, mỗi ngày một cải thiện hơn. Thì đấy là cái mà chúng ta khi chúng ta chọn các cái sản phẩm. Thế thì về thời gian nó cũng không có nhiều, Phương cũng sẽ là hy vọng có những cái đợt Phương để được tâm sự nhiều với mọi người hơn, vì là bây giờ đã quá mất 7 phút rồi. Thế thì
hôm nay. Trước hết là cho Phương được biết ơn sâu sắc tới thủ lĩnh Phan Nguyệt, biết ơn tới hội đồng thủ lĩnh đã có cho Phương một cái sân để Phương được chia sẻ những cái mong muốn của mình, những cái ước nguyện của mình, những cái mà mình đã được hưởng, thì Phương cũng muốn chia sẻ cái niềm hạnh phúc của Phương tới với mọi người. Cho nên thời gian, tức là buổi sáng, Phương cũng nói là rất ít nhưng cũng vẫn không thể vội được, cũng vẫn cho mà Phương những cái chia sẻ như vậy. Phương thật là chân thành cảm ơn với tới thủ lĩnh Phan Nguyệt, hội đồng thủ lĩnh Sài Gòn và tất cả anh em trên Zoom giờ phút này vẫn cùng Phương, 243 anh em. Thì đây là những cái tàu vàng đặc biệt của tất cả gọi là Siberi của khu Sài Gòn, và những anh chị em mà đã sáng sớm tinh sương và đến giờ phút này vẫn ngồi cùng, thì đây là những người mà gọi là chiến binh dũng cảm đang chiến đấu trên mặt trận thầm lặng và chăm sóc chủ động sức khỏe cho toàn dân. Và một lần nữa Phương ước mong Siberi sẽ được lan tỏa tới tất cả mọi người và tới tại muôn phương. Và cuối cùng thì Phương muốn Kim Hương hoặc là có thủ lĩnh Phan Nguyệt trên Zoom, thì thủ lĩnh Phan Nguyệt có thể kết Zoom cho Phương. Xin cảm ơn tất cả bác mọi người. Phương ơi,